Ngày xưa, ở Dương quốc Hy Vọng, nạn hạn hán diễn ra khắp Dương quốc, người dân rơi vào cảnh khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, nhà vua quyết định mời một phù thủy đến làm mưa. Nào ngờ bà ta lại mang đến tai họa lớn hơn cho Dương quốc. Cầu xin quốc vương hãy cứu chúng tôi. Chúng tôi đói quá, không còn gì để ăn. Các vị thần đang nổi giận và trừng phạt Dương quốc của ta. Ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Thần nghe dân chúng lan truyền, gần đây có một pháp sư có thể chuyển lời lên thần linh, lời xin lỗi hoặc là cầu xin. Pháp sư này thậm chí có thể làm mưa làm gió à. Có chuyện này thật sao? Pháp sư đó ở đâu? Ngài ấy ở trong rừng sâu, gần nước láng giềng, chuyên luyện phép nhưng lâu lâu có đến thị trấn nên dân chúng lan truyền ạ. Tốt lắm, ta giao việc này cho ngươi lo liệu. Hãy mời cho được vị pháp sư ấy đến để Dương quốc ta thoát khỏi hạn hán. Ta chẳng phải là vị pháp sư giỏi nhất Dương quốc này hay sao? Kẻ nào dám đến đây làm phiền ta luyện phép? Ta là nội quan trong cung điện, quốc vương sai ta đến để mời ngài vào cung điện cầu mưa. Được, nhưng ta có điều kiện. Hạn hán kéo dài quá lâu, thiệt hại biết bao nhiêu, chỉ cần ngài có thể cầu mưa, ta nghĩ điều kiện gì quốc vương cũng sẽ đồng ý thôi. Vậy được, chúng ta đi. Cách đây 50 năm, khi ta chưa tu luyện thành, ta còn lang thang trong hình dạng xấu xí. Khi ta lấy cắp vàng và bắt cóc trẻ con, các người đã xua đuổi ta ra khỏi kinh thành, khiến ta phải sống chui lủi trong hang núi. Bây giờ là lúc ta đã đủ lực, ta phải trả thù. Ngài pháp sư đã làm được những gì? Sao vẫn chưa thấy mưa? Bẩm quốc vương, ngài ấy vẫn đang tích cực làm phép thuật và cầu mưa ạ. Chắc ngài ấy cũng cần thêm thời gian. Quốc vương, ngài xem trời đã bắt đầu mưa. Hãy vào trong và đóng chặt cửa cung điện lại. Kho gạo dự trữ đã bị ngập nước. Đã bị ngập nước rồi. Hãy bắt tên pháp sư đó lại cho ta. Tất cả là tại ngươi. Bây giờ pháp sư đó đã khiến cho thần mưa nổi giận. Ta sẽ bắt hắn phải đền tội. Hãy bắt lấy tên pháp sư đó, nhanh lên. Ngươi là ai? Sao pháp sư có thể làm các vị thần nổi giận mà ban bão lũ? Nếu người muốn biết thì đây. Các ngươi muốn bắt tay sao? Không dễ như vậy đâu. Thì ra mũi tên bắn rơi cái mũ của ta chính là ngươi. Hoàng tử, ngài là người rất tài giỏi, xứng đáng cưới con gái của ta. Không, ta không muốn cưới con gái của bà đâu. Tại sao ngươi không muốn cưới con gái của ta? Ngươi dám chê nó sao? Vậy thì ngươi phải trả giá cho thói kiêu hãnh của ngươi. Ta đem ngươi về hang để tổ chức lễ cưới với con gái của ta. Ta sẽ cho cả vương quốc này ngủ say. Người nào cứu người ra khỏi chiếc hộp sắt này thì ngươi cũng quên luôn người đó. Vương quốc của ngươi mới được giải thoát khỏi lời nguyền của ta. Sau khi cầm chiếc hộp sắt có nhốt hoàng tử Ben, bà phù thủy còn ém bùa cả cung điện Hy Vọng sáng rực trở thành màu xám xịt. Tất cả mọi người trong vương quốc lần lượt chìm vào giấc ngủ sâu.
Ba phù thủy cầm chiếc hộp sắt ngồi trên cây chổi bay đến một cánh rừng rất xa cung điện. Trong lúc đó, tại Dương quốc hạnh phúc xa xôi, quốc vương cùng đoàn tùy tùng đưa công chúa Lina xinh đẹp vào rừng săn bắn. Con phải đi theo sát gia, không được tách khỏi đoàn. Con có làm được thì ta mới cho con đi săn cùng. Cha yên tâm mà, con hứa. Ai cho ngươi làm mất giấc ngủ của ta? Bầu trời này là của ta, nhà ngươi dám ngăn cản ta sao? Sao lại vậy? Ta đã cầm sai đầu đũa, chết thật. Phải làm sao bây giờ? Chiếc hộp của ta. Ôi, đôi cánh của ta đã quá dài, thân hình của ta đã quá to. Nhờ có một phù thủy mà ta trở nên cao to và dũng mạnh. Cô gái xinh đẹp ơi, xin hãy cứu con tôi. Bé thỏ xinh xinh quá. Ta không phải là cô gái xinh đẹp, ta là một công chúa. Con của nhà ngươi bị làm sao? Tôi là thỏ mẹ, chứ không phải là bé thỏ. Ở trong rừng phải chạy nhanh đi mới kịp. Đợi ta với, đôi chân của ta đã mỏi rã rồi. Loài thỏ nhà ngươi sao lại chạy nhanh quá vậy? Lina, Lina, con đâu rồi? Công chúa đâu rồi? Tông quốc vương, không thấy ngựa của công chúa đâu cả. Thần nhớ lần trước công chúa cũng đi săn và muốn quay về cung trước, không biết lần này... Không lẽ vì chán quá nên công chúa về cung điện trước hay sao? Mau quay về cung điện. Dạ. Ôi, ở đây có quá nhiều cà rốt. Tôi phải dự trữ thức ăn qua mùa đông. Nếu không làm thế thì mẹ con tôi sẽ bị chết đói. Mẹ ơi, cứu con. Thỏ con, nín đi nào. Đừng sợ, ta là công chúa Lina. Ta sẽ cứu thỏ con ngay thôi. Con nghịch ngợm lắm. Nè, con hãy cảm ơn công chúa đi. Dạ, con xin lỗi mẹ. Cảm ơn công chúa. Mong hoàng hậu bớt lo lắng, công chúa đi dạo chiều mát sẽ về. Cảm ơn người, nhưng ta không buồn, không lo lắng làm sao được. Quốc vương trở về, còn công chúa thì chẳng thấy đâu cả. Ta cũng lo lắng không ít, ta đã cho quân đi tìm con gái. Liệu công chúa có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Ta cũng đang rất lo. Chiều mát nếu không thấy con gái trở về thì đích thân ta sẽ cùng quân lính ra ngoài cung đón công chúa. Làm sao để qua được bờ bên kia bây giờ? Có ai ở đây không? Cứu, cứu tôi với! Thì ra là một cụ rùa. Tại sao cụ lại bị kẹt ở đây? Chào cô gái xinh đẹp, hãy giúp ta, ta sẽ không quên ơn đâu. Ta không phải là cô gái xinh đẹp, mà là công chúa. Ta sẽ cứu cụ ngay bây giờ. Thì là công chúa. Dòng thác chảy mạnh quá, ta kẹt vào khe đá. Ta có nghe nói rằng tổ tiên của ta ở ngoài biển khơi, phải đi dọc theo con suối này là tới. Biển khơi là gì? Ta chưa bao giờ biết đến nó. Mẹ của ta kể rằng biển khơi là một cái hồ chứa nước vô cùng rộng lớn. Ta sẽ hỏi phụ vương và mẫu hậu về biển khơi. Nào, bây giờ ta sẽ giúp cụ.
Ôi, sao cụ nặng quá, như là một tảng đá vậy. Nè khỉ con, cậu có thể giúp ta một tay không? Được chứ, để tôi giúp một tay. Nào, 1, 2, 3. Cảm ơn công chúa và khỉ con. Công chúa hãy trèo lên lưng của ta, ta sẽ cõng nàng qua suối. Cô gái đẹp quá, trông như là nàng tiên. Cô ấy là ai, sao đi lạc vào đây? Ta là loài hoa đẹp nhất khu rừng này, cô ấy làm sao sánh được với ta? Từ sáng tới giờ ta chưa có gì lót bụng, ta đói quá. Đem ta đi đâu nữa? Nè, ngươi làm gì vậy? Ta chóng mặt quá. Ôi, tôi không cố ý. Xin ngài tha tội. Chị tôi sợ quá. Không phải một phù thủy. Giọng nói của cô gái này trong trẻo làm sao? Xin hãy cứu ta. Ta là hoàng tử ban của Vương quốc Hy Vọng. Ngài là hoàng tử sao? Nhưng tại sao ngài lại ở trong cái hộp sắt, nằm trong rừng sâu này? Đó là cả một câu chuyện dài. Ta sẽ kể cho cô nghe ngay bây giờ. Nhưng mà cô là ai? Ta là công chúa Lina, con của quốc vương nước Hạnh Phúc. Ồ, Vương quốc Hạnh Phúc, cách vương quốc của ta hàng ngàn dặm. Lina! Lina! Con đâu rồi? Công chúa! Thôi, trời đã tối rồi, chúng ta cũng không thấy đường để vào rừng. Hãy dựng trại ở đây, sáng mai tiếp tục tìm công chúa. Công chúa Lina, nàng khóc à? Ừ, ta nghe chàng kể thật tội nghiệp. Khu rừng này thuộc Vương quốc Hạnh Phúc. Ta sẽ trở về và tìm cách cứu chàng. Hãy trở lại cứu ta, đừng làm ta thất vọng. Ta sẽ đợi, và phải chính là nàng đến cứu ta đó. Ừ, có ai biết đường ra khỏi rừng, chỉ cho ta với. Cốc chó, ăn đi, để lấy sức trở về nhà. Khỉ con sẽ chỉ đường giúp ta chứ. Trời tối rồi, không thể đi được nữa. Cô nắm dây này, tôi kéo cô lên đây ngủ. Đêm đó Lina và chú khỉ con dựa vào nhau mà ngủ cho tới rạng sáng hôm sau. Ngoài bìa rừng có một toán người đang gọi tên cô. Công chúa, hãy đi theo ta. Ồ, chắc đó là phụ vương đang tìm ta. Mà tại sao khỉ con lại tốt với ta như vậy? Vì công chúa rất hiền lành và tử tế. Tại sao công chúa không đi tiếp? Ta sợ những bông hoa hồng kia, chúng đã cào tay của ta chảy máu. Hay là công chúa trèo lên cây với ta, chúng ta sẽ cùng trèo qua các cành cây để đi.
gai hoa hồng sẽ không cạo được. Ôi khỉ con ơi, ta không phải là khỉ nên không truyền trên cây giỏi được như ngươi. Hỡi những bông hoa xinh đẹp, hãy rẽ lối cho ta đi. Ta hứa sẽ quay lại đem các ngươi về cung ở với ta. Thật sao? Nhưng chúng tôi đã ở đây rất lâu, gốc rễ của chúng tôi đã bám vào đất rất chặt, làm sao chúng tôi có thể đi theo công chúa được? Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, đây là quê hương của chúng tôi. Nhưng có thể gửi con cháu của mình vào cung theo công chúa. Con cháu của các ngươi đâu? Sao ta không nhìn thấy? Chúng đang nằm trong những chiếc hạt này. Công chúa mang về cung rồi gieo những hạt này xuống đất, con cháu của chúng tôi sẽ chui ra và khôn lớn. Nước chảy xiết quá, ta không thể qua được. Nàng hãy bám vào rễ cây này, chúng ta cùng đu qua. Ta sợ lắm, không đu được đâu. Hãy trèo lên lưng của ta, ta sẽ cõng nàng bơi qua suối. Tạm biệt khỉ con. Tại sao cụ vẫn còn ở đây mà không đi tìm tổ tiên của cụ? Ta đã quá già, thời còn trẻ ta mãi trong chơi, đến bây giờ muốn về thăm tổ tiên thì cũng không còn sức nữa. Cảm ơn cụ rùa, ta sẽ còn quay trở lại khu rừng này nữa. Sâu vào rừng. Phụ vương ơi, con đang ở đây. Tại sao con lại ra nông nỗi này? Là có lỗi vì làm cho người lo lắng, xin mẹ tha lỗi cho con. Ta thật hối hận vì đã đưa con đi săn. Ôi, con yêu của ta, được nhìn thấy con trở về là ta vui lắm rồi. Thiếp cảm ơn ngài đã vượt qua nguy hiểm đưa công chúa trở về với thiếp. Hãy tổ chức yến tiệc linh đình đón công chúa trở về bình an. Các người mau mang tới đây, đặt ở cái bàn này, chưa có gì cả. Nhanh tay lên, nhanh hơn chút nữa. Chúc mừng công chúa trở về bình an. Công chúa của chúng ta đã gặp bao nhiêu sự sợ hãi, giờ cần được nghỉ ngơi. Nghe Lina kể hết những gì đã trải qua mà thiếp đau lòng quá. Lina là một cô bé can đảm, đây cũng là một trải nghiệm quý giá cho con bé. Cha ơi, mẹ ơi,
công chúa Lina chìm vào trong cơn mơ. Trong mơ, nàng gặp những hình ảnh liên tiếp nhau: chú thỏ, cụ rùa, khỉ con. Hãy trở lại cứu ta, đừng làm ta thất vọng. Ta sẽ đợi và phải chính là nàng đến cứu ta đó. Thưa cha, con cầu xin người cho phép con đi vào rừng để giải cứu hoàng tử trong chiến hợp sắt. Không được, lần này ta không thể chịu theo ý của con. Nhưng con đã hứa với hoàng tử nước hy vọng là sẽ quay trở lại cứu chàng ấy. Lần này ta cũng thuận theo ý của quốc vương. Lina, con không thể nào rời khỏi cung. Thưa cha mẹ, dù con rất sợ khi phải quay lại khu rừng đó, nhưng vì con thương cảm cho hoàn cảnh của Dương quốc Hy Vọng đã bị phù phép bởi mụ phù thủy, nên thiếp cầu xin ngài hãy nghĩ cách giúp công chúa. Thiếp không muốn Lina rời khỏi cung, nhưng cũng không nỡ nhìn công chúa buồn phiền. Thôi được rồi, nàng hãy đưa công chúa về nghỉ ngơi, để ta cùng với quan cận thần suy nghĩ xem sao. Ta không thể để công chúa ra ngoài cung thêm một lần nào nữa, nhưng lời hứa giải cứu hoàng tử thì không thể không làm. Người có ý kiến gì không? Tâu quốc vương, theo ý của thần thì ta nên chọn một cô gái khác đi thay công chúa. Ý của người là sao? Nói rõ cho ta nghe xem. Ở ngoài cung có một cô gái con nhà xây lúa, nàng ấy cũng khá xinh đẹp và hoạt bát, cũng trạc tuổi với công chúa Lina. À, ta hiểu rồi. Ngươi hãy đi thuyết phục cô gái ấy, nhớ bảo với cô ta rằng nếu làm tốt, về cung sẽ được ta ban thưởng hậu hĩnh. Tâu quốc vương, thần sẽ đi ngay đây. Câu chuyện là vậy, nếu nhà ngươi đi và làm tốt thì khi về cung sẽ được nhà vua ban thưởng hậu hĩnh. Nếu tôi đi gặp nguy hiểm mà không thể trở về thì sao? Đây là lệnh của quốc vương, ngươi không thể không nghe lời. Tại sao không phải là cô gái khác mà lại là ta? Ta sẽ không đi đâu hết. Hãy bắt cô ta giam vào ngục. Ngươi đừng khóc lóc như vậy. Ngươi bị nhốt trong hộp sắt là một hoàng tử đấy. Nếu ngươi giải cứu được hoàng tử thì ngươi sẽ được chàng ta cưới về làm vợ. Thực tế sao? Chưa kể trong hộp sắt ấy có chứa rất nhiều vàng bạc và châu báu. Được, ta sẽ đi. Hãy đưa ta ra khỏi đây. Ta không muốn ăn. Em hãy dọn đi. Bẩm hoàng hậu, công chúa không chịu ăn gì cả. Ngươi hãy lui ra, ta có chuyện muốn nói với công chúa. Dạ. Ta có tin vui để báo với con đây. Cha con đã cho người đi vào rừng giải cứu hoàng tử. Con yên tâm chưa nào? Thật vậy sao thưa mẫu hậu? Vậy thì tốt quá. Con cảm ơn cha mẹ. Giờ con đi ngắm hoa đây. Cô hãy cẩn thận, tôi sẽ chờ cô tại đây. Thỏ con ơi, mẹ nướng chiếc bánh sinh nhật cho con đã chín rồi. Con hái táo xong chưa? Dạ, con xong rồi đây. Ui da, mẹ ơi, cứu con với. Ôi trời đất ơi, cái đầu của con xương to quá. Mẹ sẽ cõng con đi bác sĩ sốc. Bánh của cô thơm quá, cho ta xin một miếng. Mấy ngày nay ta chưa có ăn gì cả. Ta sẽ cho nhà ngươi nửa miếng bánh nếu nhà ngươi cõng ta qua suối. Vậy thì cô hãy ngồi trên lưng của ta. Nặng quá,
làm ơn bỏ cà rốt ra đi. Ta chưa ăn gì nên là yếu lắm rồi. Thả cà rốt ra thì ta lấy gì để ăn? Ta trả công ngươi nửa miếng bánh, chứ có bắt ngươi đưa đi không công đâu. Có ai không? Cứu ta với! Hãy bám vào cành cây này, ta sẽ kéo cô lên bờ. Bám chắc vào, bám chắc vào, ta sẽ kéo cô lên. Một, hai, ba, nào! Ngươi đúng là đồ vô tích sự ạ! Cà rốt và miếng bánh của ta cũng bị trôi mất rồi. Đợi quá. Có ai đó đã ăn mất nửa cái bánh của ta? Có ai đã lấy mất cái vỏ đựng cà rốt của ta? Ôi, buồn quá đi thôi. Cô ta là ai mà giấy áo ướt sũng thế kia? Cô ta làm gì ở đây? Trông cô ta cũng xinh đẹp đấy chứ. Cánh tay của tôi gãy mất rồi. Đau quá. Này cô gái kia, sao cô tàn nhẫn quá vậy? Thời khắc rồi qua, hãy chặn đường đuổi cô ta ra khỏi khu rừng. Cô là kẻ độc ác, ta nguyền rủa cô. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Chiếc hòm sắt kia, nhà ngươi trốn ở đâu? Sao ta tìm mãi mà không thấy? Ta nằm ở đây, trong bụi cây cách người không xa lắm. Ta đến rồi đây. Nhà ngươi nằm ở đâu? Nghe như tiếng nói của một cô gái. Ta nằm ở đây, phía bên trái của cô. Cái hộp này có gì bên trong mà nặng vậy ta? Chắc là bên trong chứa đầy vàng bạc. Có phải nàng là công chúa Lina không? Sao ta nghe không phải giọng nói của nàng? Hoàng tử nói đúng, ta không phải là công chúa Lina, ta là một cô gái xinh đẹp. Từ khi trở về cung, công chúa Lina đã quên ngài, đã quên lời hứa sẽ giải thoát cho ngài. Vậy ngài còn nhớ cô ấy làm chi? Ta không tin công chúa là người như vậy. Tại sao cô lại tới đây? Ta tới để giải cứu cho hoàng tử. Chẳng lẽ ngài không muốn thoát ra khỏi cái hộp sắt này sao? Ta muốn công chúa cứu ta, vì chỉ có nàng ấy mới hóa giải được lời nguyền. Chính nàng ấy là người đầu tiên tìm ra ta và hứa sẽ quay lại cứu ta. Thực hiện lời hứa chân thành ấy chính là chìa khóa để mở chiếc hộp sắt này. Ta cũng nhớ giọng nói trong trẻo của nàng ấy. Sao có thể như vậy được? Ngài hãy nghe lại xem, giọng nói của ta cũng trong trẻo như giọng của công chúa Lina vậy. Hỡi hoàng tử đáng thương, chàng đến từ đất nước xa xôi, ta sẽ mang hơi ấm đến cho chàng, sẽ giải thoát cho chàng khỏi những ngày tăm tối. Nàng không phải là công chúa. Nàng hãy trở về nhà đi và sống cuộc sống bình yên. Còn ta sẽ nằm lại đây trong chiếc hộp sắt này, chờ đợi công chúa tới. Vậy thì ngươi cứ nằm ở đây mà chờ tới khi già nua, công chúa Lina sẽ không tới cứu ngươi đâu. Thật là phí không, ta đã đi cả quãng đường dài tới đây. Công chúa và ta có gì khác nhau đâu chứ? Ta cũng xinh đẹp và có giọng nói trong trẻo mà. Khác chứ, công chúa tốt bụng, còn cô thì thật ích kỷ. Ê, con khỉ kia, có tin là ta sẽ giết chết ngươi không? Chính cô gái này đã phá hủy những bông hoa xinh đẹp ở ngoài kia. Hãy nắm tay và bịt kín các lối ra, không để cô ta thoát khỏi đây. Hãy dừng tay lại ngay. Con hẹn rất đau quá. Dừng lại đi. Dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao các ngươi lại bỏ chạy? Con hổ đang đuổi theo để ăn thịt chúng ta. Cô còn không chạy nhanh đi. Ta biết chạy đi đâu bây giờ? Chờ ta chơi. Đây rồi, ta phải về nhà thôi. Đ-
Đã mấy đêm nay công chúa không ngủ, mắt đã quầng thâm rồi. Ngươi có nghe tin tức gì về hoàng tử không? Người đi giải cứu hoàng tử đã về chưa? Người đi giải cứu hoàng tử là cô gái say lúa. Thật vậy sao? Vậy cô gái ấy đã về chưa? Cô gái vẫn chưa trở về, cũng không có tin tức gì. Ta phải đi tìm vua cha và hoàng hậu để hỏi rõ mọi chuyện. Thưa cha, tại sao người lại cho cô gái xe lúa đi giải cứu hoàng tử? Vì ta thương con. Lần trước con đi đã suýt mất mạng, ta không thể để con mạo hiểm thêm lần nào nữa. Nhưng bây giờ không biết tin tức gì về cô gái ấy, cha không quan tâm sao? Hoàng tử vẫn bị giam giữ trong chiếc hộp tối tăm để chờ đợi lời hứa của con. Con thật không yên lòng. Không thấy cô ta trở về thì có nghĩa là hoàng tử đã được giải thoát và chàng đã đưa cô ta về vương quốc của mình à? Hoàng tử hứa chỉ chờ đợi con thôi. Con không tới, chàng không đi đâu cả. Con cầu xin cha cho phép con vào rừng giải cứu cho chàng. Không được, con không được đi đâu cả. Hãy ở yên trong cung. Ta cần nhờ ngươi một việc. Ngươi có sẵn lòng giúp ta không? Được công chúa yêu thương, em sẵn lòng làm những gì công chúa mong muốn. Ta không tin là hoàng tử đã được giải thoát. Ngươi hãy tìm gặp những người bạn của ta. Họ sẽ chỉ dẫn cho ngươi tìm đến nơi có chiếc hộp sắt. Ngươi hãy phá hộp sắt giải cứu hoàng tử. Còn chiếc nhẫn khắc tên ta, khi nào gặp hoàng tử, ngươi hãy đưa cho chàng giúp ta. Bẩm công chúa, em sẽ đi về sớm thôi. Hãy chờ tin em. Thỏ mẹ thỏ con ơi, ra nhận quà của công chúa nè. Công chúa Lina gửi biếu mẹ con ngươi một chiếc bánh ngọt. Cô cho ta gửi lời cảm ơn tới công chúa. Đi về phía trước, cô sẽ gặp một con suối lớn. Đừng đi về phía bên phải, sẽ gặp hang sói. Đi về bên trái, người sẽ ngã xuống vực sâu. Cụ rùa ơi, công chúa gửi quà biếu cụ nè. Ta cảm ơn công chúa thật là tốt bụng. Róc rách, xuôi chảy róc rách, nghe thật vui tay, nước luồn qua ghe đá. Công chúa có gửi quà cho ta không? Có đây, có đây. Quà của ngươi là to nhất đấy. Con hãy đi theo ta. Cô gái xinh đẹp, hãy cứu chúng tôi với. Được rồi, ta sẽ giúp các ngươi. Đã bao nhiêu ngày rồi không thấy cung nữ mang tin tức trở về. Con đang lo lắng điều gì sao? Mấy ngày nay con đã không ăn không ngủ. Công chúa bị làm sao vậy? Để ta cho gọi lang y giỏi nhất vào cung chữa bệnh cho công chúa. Vậy thì ngài phải nhanh lên, không công chúa nguy mất. Trong các ngươi đã khá hơn rồi đó, bây giờ ta phải đi đây. Cảm ơn cô gái xinh đẹp. Xin chào, ta là cung nữ hầu hạ công chúa. Ta đến đây để thay thế nàng giải cứu hoàng tử. Tại sao công chúa không tới cứu ta? Nàng đã hứa với ta là nàng sẽ quay trở lại mà. Công chúa bị vua cha ngăn cấm, không cho ra khỏi cung. Nàng gửi ta đưa tận tay chàng một vật để làm tin. Là vật gì vậy? Đó là một chiếc nhẫn khắc tên công chúa. Để ta phá hộp sắt rồi đưa cho chàng. Ta mệt quá, nhưng không mở được nắp hộp. Để ta về bẩm báo lại công chúa tìm cách khác vậy. Ngài cố gắng chờ đợi thêm ít ngày nữa thôi. Sói đó, chạy đi. Cụ rùa ơi, hãy giúp ta bơi qua bờ
làm sao để tìm được chiếc nhẫn đây? Nếu không tìm thấy chiếc nhẫn, ta không dám trở về. Loa 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 loa, công chúa Lina đang bệnh nặng, quốc vương cho mời thần y tài giỏi vào cung chữa bệnh cho công chúa. Nếu ai chữa khỏi thì sẽ được trọng thưởng. Loa 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 loa. Thôi, ta phải về cung ngay đây. Bây giờ công chúa rất cần ta mang tin tức trở về. Cô cầm cái đèn này đi, nó sẽ giúp cô nhìn rõ đường hơn. Cho ta gửi lời hỏi thăm công chúa nha. Ta là phù thủy mà phải chịu thua con đại bàng. Lần này phải tìm cho ra chiếc hộp sắt mới được. Ta nhớ là nó rơi ở gần đây. Nhưng mà trời tối quá, ta không nhìn thấy gì cả. Cho các vị lang y vào. Hãy cứu con của ta. Ta trông cậy hết vào tài năng của ông. Thần sẽ cố hết sức, xin hoàng hậu cứ yên tâm. Tâu quốc vương, thần không phát hiện ra bệnh của công chúa. Thần không đủ tài, cầu xin ngài tha cho tội chết. Cho người lui. Nhà ngươi cũng không phát hiện ra bệnh gì sao? Xin quốc vương tha tội. Mạch của công chúa rất yếu, nhưng thật không phát hiện ra bệnh gì cả. Đây chẳng phải là những lang y giỏi nhất vương quốc của ta sao? Nếu ngươi cũng không phát hiện ra bệnh của công chúa thì ta biết làm thế nào đây? Tâu hoàng hậu, tâu quốc vương, công chúa do đau buồn mà sinh tâm bệnh, nên không thể chữa trị bằng thuốc thông thường. Vậy ta phải làm gì để giúp con ta khỏi bệnh? Nhà ngươi hãy nói ta nghe. Phải tìm ra nguyên nhân gây đau buồn cho công chúa, sau đó mới tìm ra cách chữa trị. Có lẽ nào là do ta cấm đoán không cho công chúa vào rừng giải cứu hoàng tử chăng? Thiếp cũng nghĩ có lẽ đó là lý do khiến cho công chúa bị tâm bệnh. Lina, cha sẽ sai quân lính theo bảo vệ con vào rừng giải cứu hoàng tử. Ta quyết định như vậy. Thưa cha, con sẽ đi ngay để giải cứu hoàng tử. À, ngươi đã về. Có giải cứu được hoàng tử không? Chàng ở đâu? Dạ thưa công chúa, hoàng tử vẫn ở trong rừng. Em không giải cứu được chàng, còn làm rơi chiếc nhẫn. Mong công chúa tha tội. Không sao, ngươi trở về an toàn là tốt rồi. Bây giờ ta đi đây. Mụ phù thủy đã quay trở lại tìm kiếm chiếc hộp sắt. Công chúa đi nhanh lên kẻo không kịp. Chà! Chà! Công chúa, con hãy bảo trọng. Công chúa mang theo một ít cà rốt để ăn kẻo đói. Nàng hãy rẽ sang bên trái, đi con đường vòng qua núi để vào rừng. Đừng có đi qua suối nghe. Thỏ ơi, tại sao ta không được đi qua suối? Ta nhớ cụ rùa. Vì chiều nay trời sẽ mưa to, nước dâng lên, người sẽ không qua được. Ta thấy chuồn chuồn bay là là mặt đất, nên ta biết. Cụ là ai? Không sợ chết hay sao mà giác sát tới đây? Ta là phù thủy. Ta đến đây để giúp người báo thù người bắn người bị thương. Phải, trong lòng ta lúc nào cũng sục sôi ý chí báo thù. Chính binh lính của nhà vua đã bắn ta bị thương, vết thương đã khiến ta mất sức đi nhiều. Mụ nói nhanh lên, cơ hội báo thù của ta đã tới chưa? Không lâu nữa, công chúa sẽ cưỡi ngựa đi qua suối. Ngươi hãy mai phục và ăn thịt công chúa cho ta. Đó là cơ hội báo thù của ngươi đó. Không lâu nữa, công chúa sẽ cưỡi ngựa đi qua suối. Ngươi hãy mai phục và ăn thịt công chúa cho ta. Đó là cơ hội báo thù của ngươi đó. Dừng lại. Hình như cái hang trên kia có người. Để ta lên đó xem sao. Trời nóng quá. Sao giờ mãi không thấy ai đi qua?
mồ hôi đã ướt đẫm bộ lông của ta rồi. Thưa đại dương, hay là mụ phù thủy đã lừa chúng ta? Chúng mày lao đi tìm mụ ấy cho ta, dám lừa dối cho ta. Rút quân vào hang, đánh mụ ta như thế đủ rồi. Ta bắt đầu thấy lạnh rung lên rồi đây. Nè cô gái, đừng sợ, ta không làm hại cô đâu. Tâu công chúa, trời đang mưa rất to, chúng tôi phải ra dắt ngựa. Đúng rồi, ngươi đi nhanh lên, kẻo ngựa bị lạnh. Kể cho ta nghe nào. Ta không nhớ ta là ai, và tại sao lại ở đây nữa. Ta ở đây một mình, ta sợ lắm. Ngươi cho ta đi theo với. Được rồi, đợi tạnh mưa, chúng ta sẽ đi. Lũ sói ngu ngốc kia đã lấy cái chổi của ta. Không có chổi, ta không thể bay qua suối được. Trời ơi, ta làm sao qua được con suối này đây? Nước chảy cuồn cuộn đã khiến ta mệt nhoài. Ai còn gào thét làm mất giấc ngủ của ta vậy? À, thì ra là một con rùa già. Này con rùa kia, ngươi hãy mau đưa ta qua con suối này. Nước chảy mạnh quá, ta lại già yếu rồi, không cõng mụ qua suối được đâu. Hãy tìm cách khác đi. Ngươi cõng ta qua suối, ta sẽ trả công cho ngươi. Cách gì bây giờ? À, đây rồi, ta đã nhìn thấy một cây rễ cây, ta sẽ đu qua suối. Lại có thêm người gặp nạn nữa. Thần gió ơi, ta lắc đầu nghiêng người chóng mặt quá rồi. Khi nào thì ngài ngừng thổi đây? Mệt quá. Này bà kia, bà là ai mà cướp chiếc nhẫn của ta? Hóa ra đây là chiếc nhẫn của công chúa. Ta là phù thủy, các ngươi mau tránh ra. Nếu làm ta tức giận, ta sẽ nhổ bật gốc các ngươi lên cho mà xem. Bây giờ ta phải tìm ra chiếc hộp sắt chết tiệt kia. Ngươi đã khiến con của ta rơi xuống vực. Bây giờ ta phải ăn thịt ngươi để trả thù cho con của ta. Đã nhớ những gì, hãy kể cho ta nghe. Nhưng người là ai? Người đi vào rừng để làm gì? Ta là công chúa Lina. Ta đi vào rừng để giải cứu hoàng tử nước Hy Vọng. Thưa công chúa, ta là con gái nhà xây lúa. Quan đại thần bắt ta đi vào rừng giải cứu hoàng tử. Nhưng ta ngươi đã gặp những chuyện gì mà đến nông nỗi này? Tôi bị một con hổ đuổi theo. Cầu xin công chúa hãy đưa tôi về nhà. Tôi sẽ chỉ đường cho nàng đến chiếc hộp sắt. Nhất định là ta sẽ đưa ngươi về nhà. Còn bây giờ, chúng ta đi thôi. Thưa công chúa, dốc cao quá, ngựa không thể đi được nữa. Chúng ta phải đi bộ thôi. Chúng ta phải đi thật nhanh và đến nơi trước khi trời tối. Chiếc hộp sắt chết tiệt kia, nhà ngươi ở đâu?
ta phải tìm ra ngươi trước khi trời tối. Cái hộp sắt chết tiệt kia, ngươi ở đâu? Ta đến để giải thoát cho ngươi đây. Ai làm gì la lối ôm sòm vậy? Có phải Lina không? Cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi. Chiếc hộp sắt yêu quý chứa đầy vàng bạc của ta. Sao ngươi lại trở nên nặng như vậy? Có lẽ nào sức lực của ta đã giảm sút, không có cái chổi thần thánh, ta đã trở nên yếu hơn. Ai đang di chuyển chiếc hộp của ta? Chào hoàng tử. Ta là dì của công chúa Lina. Nàng ấy nhờ ta vào rừng giải cứu hoàng tử. Chàng hãy theo ta về cung của công chúa. Làm sao ta có thể tin được ngươi đây? Ngươi hãy nhìn đi, đây là chiếc nhẫn của công chúa Lina. Bây giờ thì ngươi tin rồi chứ? Được rồi, ta sẽ đi theo ngươi về cung. Ngủ ngoan nha hoàng tử yêu quý. Ta sẽ cho ngươi ngủ một giấc thật say. Nếu không, ngươi sẽ phá hỏng hết kế hoạch của ta. Ôi, cái lưng của ta đau quá. Không thấy chiếc hộp sắt đâu cả. Rõ ràng là nó nằm ở dưới gốc cây này mà. Ta cũng nhớ là nó nằm ở đây. Hay là có ai đã đem nó đi? Bà phù thủy đã đem nó đi. Mụ đi về hướng bắc. Công chúa, phải đi nhanh thì mới kịp. Khỉ con ơi, ngươi khỏe chứ? Xuống đây, ta cho ngươi cà rốt để ăn nè. Ngươi ra lệnh cho quân lính quay trở lại dắt ngựa, đi về hướng có con suối rồi chờ ta ở đó. Dạ chào công chúa. Cô gái này đã từng hãm hại chúng ta, hãy ngăn cô ta lại. Các bạn ơi, hãy tha thứ cho cô ấy nha. Ta xin lỗi các ngươi. Mụ phù thủy đã lấy chiếc nhẫn của công chúa, nàng phải đi nhanh lên mới kịp. Chết thật, ta sẽ đi kiếm những cành cây dài hơn. Có vậy chứ, bây giờ thì ta có thể qua suối, công chúa sẽ không đuổi kịp được ta. Chiếc đũa thần của ta ở đây, ta sẽ thu nhỏ nhà ngươi lại. Ôi, ta lại dùng sai đầu đũa thần nữa rồi. Chiếc hộp của ta, con cá sấu kia, ta sẽ biến ngươi nhỏ như con muỗi. Ta sẽ đưa người đến hang sói. Nào, đi thôi. Chào cụ Đua, cụ có thấy mụ phù thủy khiêng hộp sắt đi ngang qua đây không? Có, bà ta vừa đi khỏi đây và có nói là sẽ đi đến hang của chó sói. Này, mụ phù thủy kia, mụ đến đây nợ mạng hay sao? Ta có một vật muốn trao đổi với người. Ta đây, ngươi muốn gì? Ta muốn đổi chiếc hộp sắt đầy vàng này cho ngươi. Trong đó có một hoàng tử để lấy lại cây chổi của ta. Làm sao ta có thể tin ngươi? Ngươi hãy nhìn qua cái lỗ nhỏ này đi. Nếu ta có được chiếc hộp sắt này, ta sẽ có nhiều vàng bạc. Nếu đem trả hoàng tử, ta sẽ được nhà vua ban thưởng. Được, ta sẽ đổi. Ta giữ cái chổi của mụ ở đây cũng chẳng giúp ích được gì cho ta. Nhưng cho ta hỏi, hoàng tử trong hộp ở vương quốc nào? Hoàng tử vương quốc Hy Vọng, cách xa đây 3 vạn dặm. Cứ đi dọc về hướng nam sẽ tới. Lũ sói ngu ngốc và gian ác kìa. Các ngươi nghĩ ta để mất chiếc hộp dễ dàng như vậy sao? Woo!
mụ phù thủy dám lừa ta. Hãy xông vào bắt công chúa của ta. Hãy bảo vệ công chúa. Xin công chúa tha cho ta. Ta hứa là sẽ không bao giờ gây chuyện với con người nữa. Ừ. Ngươi có thấy bà phù thủy mang theo một chiếc hộp sắt đi ngang qua đây không? Có, ta có thấy. Mụ ta đi về hướng nam, đến Vương quốc Hy Vọng, cách xa nơi đây 3 vạn dặm, mang theo một chiếc hộp sắt đầy vàng bạc, trong đó có nhốt một vị hoàng tử. Hãy lấy lòng nhân hậu mà đối xử với nhau, thì việc tốt sẽ đến với mình. Ngươi hãy trở về cung, ban tin tức báo cho quốc vương biết. Ta đang đuổi theo bà phù thủy để lấy lại chiếc hộp sắt. Phù thủy bay đi đâu vậy? Công chúa chạy đi. Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Ta là công chúa. Ta đuổi theo bà phù thủy vừa bay qua đây để lấy lại chiếc hộp sắt. Ta cũng có thù với mụ phù thủy ấy. Hãy ngồi lên trên lưng của ta, ta sẽ cõng ngươi đuổi theo mụ ta. Đi về hướng nam hỗ trợ cho công chúa. Những gã khổng lồ này sẽ giúp ta cản đường những kẻ muốn đuổi theo ta. Đôi cánh của ta đã gãy rồi, ta không bay được nữa, công chúa phải đi nhanh mới kịp. Caron, con gái yêu quý của ta, vào đây ta bảo. Đây là hoàng tử của Vương quốc Hy Vọng. Ta không thể để công chúa kia hóa giải lời nguyền được. Nếu không, họ sẽ cưới nhau. Còn con, muốn cưới được hoàng tử, thì con phải làm theo những gì ta dặn. Đây là chiếc nhẫn của công chúa Lina. Chủ nhân chiếc nhẫn này sẽ cưới được hoàng tử Ben. Bây giờ, ta phải đi đến Vương quốc Hy Vọng để gây chia rẽ hai nước. Cô gái trông thật là đáng thương. Ta sẽ đưa cô vào trong lâu đài. Chúng ta sẽ ở lại đây, chờ hết khói ta sẽ vượt qua núi và đi tiếp vậy. Khi hoàng tử thoát ra khỏi hộp sắt, cũng là lúc đất nước của chàng được bừng tỉnh khỏi cơn ngủ say. Biết được Vương quốc Hy Vọng đã tỉnh lại, bà phù thủy đến Vương quốc Hy Vọng nói cho quốc vương biết là Vương quốc Hạnh Phúc đang giam cầm hoàng tử Ben. Tin tức này làm quốc vương lo lắng. Ông chỉ huy quân lính lên đường đến Vương quốc Hạnh Phúc giải cứu con trai. Ngủ ngon nha. Bây giờ ta phải đi đến phòng xem hoàng tử đã ngủ chưa. Chàng tỉnh dậy rồi hả? Nàng là ai? Ta là công chúa Lina của Vương quốc Hạnh Phúc. Ta đã cho người đưa chàng về đây. Dù ta không nhớ rõ lắm, nhưng ta tin chắc Lina không phải là nàng. Đây là chiếc nhẫn của ta. Chiếc nhẫn này ta đã cho người mang đến trao cho hoàng tử để làm tin. Chàng nhìn đi, có đúng là nó không? Đúng là chiếc nhẫn này rồi. Nhưng có quẩn khúc gì đây? Giọng nói của Lina ấm áp và trong trẻo hơn, chứ không khàn đục như giọng của cô gái này. Hoàng tử sao vậy? Ta đã chờ rất lâu mới có ngày gặp lại chàng mà. Cảm ơn nàng đã cứu ta khỏi chiếc hộp sắt, nhưng bây giờ ta vẫn còn thấy mệt lắm. Ta cần được nghỉ ngơi. Cảm ơn cô đã cứu ta. Cô cho phép ta ở lại đây hầu hạ cô để trả ơn được không? Được chứ. Gọi ta là cô Caron nha. Vậy bây giờ ngươi hãy đi lau dọn nhà cửa, nhưng không được vào phòng của ta. Ta phải đi ra ngoài có chút việc. Là hoàng tử đó sao?
Ngươi đi đâu rồi? Hãy chuẩn bị nước tắm, chờ ta trở về nha. Ta là công chúa Lina. Cô gái kia là con gái của bà phù thủy. Bà ta đã cướp chiếc nhẫn của ta và đưa cho con gái của mình. Đúng là nàng rồi. Ta đã nghe giọng nói ấm áp và trong trẻo này ở trong rừng khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy chiếc hộp sắt. Nhưng nàng có nhớ những kỷ niệm của chúng ta không? Ta nhớ. Ta đã hứa quay trở lại cứu chàng, nhưng không thể quay lại. Vì vậy, cô gái xe lúa và cung nữ lần lượt thay ta tìm cách cứu chàng. Chính vì ta đã hứa mà không thực hiện nên trong lòng ta dây dứt không nguôi. Cuối cùng thì ta đã gặp lại chàng rồi. Đúng rồi, đúng là nàng rồi. Cảm ơn nàng đã giữ lời hứa, giúp ta hóa giải lời nguyện. Bà phù thủy đang ở đây. Ta biết có một cửa ở phía sau. Chúng ta sẽ ra khỏi đây bằng lối đó. Nào, đi theo ta. Hãy bắt lấy chúng cho ta. Dương Đức Hạnh Phúc, hãy thả con trai của ta ra. Nếu không thì ta sẽ công phá thần bên ra. Hắn bằng tử ra. Hắn bằng tử bên ra. Mau thả ra. Chắc là ngài hiểu lầm gì rồi. Nước chúng tôi không giam cầm hoàng tử nào cả. Ta nghe mụ phù thủy nói Dương Quốc Hạnh Phúc bắt nhốt con trai của ta mà. Đúng là ngài đã hiểu lầm. Tại sao lại tin lời của một mụ phù thủy? Bao lâu nay hai nước chúng ta đều sống trong hòa bình, không thù hằn gì nhau, cớ sao nước của ta lại bắt giam hoàng tử của ngài chứ? Đúng là ta đã quá mù quáng nên bị mụ phù thủy sai khiến. Chạy hỡi quốc vương Hạnh Phúc, người có biết con trai của ta ở đâu không? Con, hai nước đã hợp sức để trừng trị bà phù thủy và con gái của bà ta. Hai mẹ con bà phải trốn vào hang sâu. Trước cửa hang luôn có bầy sói chực chờ để hả cơn giận. Đám cưới của công chúa Lina và hoàng tử Ben diễn ra trong sự vui mừng của cả hai vương quốc. Kể từ đó, cả hai sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau suốt đời. Cha mẹ xuống chợ, buổi trưa sẽ đem cơm cho con. Ngày xưa, ở một làng nọ, có hai vợ chồng già không có con cái. Họ cầu xin thánh thần để có một đứa con. Ít lâu sau, người vợ có thai và sinh được một cô con gái. Thế nhưng cô con gái chỉ bé như ngón tay út, vợ chồng đặt tên là nàng Út. Tuy bé xíu, nhưng nàng Út rất chăm chỉ, hiếu thảo, lúc nào cũng tìm cách làm việc để phụ giúp cha mẹ. Hôm nay đi săn tệ quá. Hoàng tử đừng vội, có khi tại hôm nay trời nóng quá. Người nói ta mới nhớ là đang khát. Quanh đây hẻo lánh. Bẩm hoàng tử, thần chỉ thấy một rẫy dưa, hay là ta hái dưa ăn đỡ?
Ngươi đi tìm chủ vườn xin mua trước hẳn hái, không nên tự ý hái trộm của người ta. Dạ. Anh chàng này là ai vậy? Trâu hả? Một chú trâu. Chủ của mày đâu? Đồ ham ăn. Bẩm hoàng tử, hoàng tử à, thần không tìm thấy chủ vườn. Thần hái một trái ăn đỡ, rồi chúng ta sẽ để tiền lại cho họ. Vậy có vẻ không hay lắm. Hoàng tử đừng có lo, để thần chịu trách nhiệm. Dạ, mời hoàng tử. Quả là dưa ngon ngọt. Chủ vườn này khéo tay quá. Ngươi cũng ăn cùng ta cho vui. Dạ, hoàng tử dùng xong rồi thần mới dám. Ta cho phép. Dạ bẩm tâm hoàng tử, tìm được ngài rồi. Chuyện gì vậy? Dạ bẩm hoàng tử, mau hồi cung, bệ hạ bị ngất xỉu rồi ạ. Cái gì? Người thì đẹp trai, mà ăn uống thì... Hái dưa nhà người ta ăn không trả tiền, mà còn bỏ dở như vậy, phí phạm quá. Phụ quan, phụ quan sao rồi các huynh? Tam đệ, để nói nhỏ một chút đi. Phụ quan đang thiết triều thì té khuỵu xuống. Thấy y nói là phụ quan... Chỉ là một cơn chóng mặt nhẹ thôi. Phụ quan, người khoan hay ngồi dậy? Ngồi dậy. Phụ quan, người cứ nằm đi. Các ngươi đừng rối lên nữa. Ta có làm sao đâu. Bẩm bệ hạ và các hoàng tử, mấy hôm nay người thức khuya lo việc triều chính nhiều quá nên thần khí không thông. Phụ quan, người nên san sẻ việc nước với chúng con để có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Để nói như vậy là đang muốn bảo phụ hoàng nhường ngôi đó sao? Các hoàng huynh đừng nói nữa, để cho cha nghỉ ngơi. Vấn đề biên cương của chúng ta đang rất nghiêm trọng, ta chưa có cách giải quyết. Cha, làm cách nào để chúng ta có thể giữ hòa khí, đừng xảy ra chiến tranh? Giữ hòa khí làm sao được? Chúng ta chinh phạt chúng đi phụ hoàng. Hoàng huynh, đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng đao kiếm được. Đúng vậy, ta muốn tìm cách vẹn toàn để giải quyết êm đẹp. Ê, phụ hoàng, xin hãy nghỉ ngơi trước đã. Dù gì người cũng có ba anh em tụi con mà. Chúng con sẵn sàng bảo vệ đất nước với bất kỳ giá nào. Chỉ cần ba anh em con đoàn kết thì ta đã yên tâm một nửa rồi. Trời ơi, no quá, đi không nổi nữa. Út à, con đâu rồi? Nghỉ tay ăn trưa nè con. Cha ơi, con ở đây. Khoan đã cha ơi, chắc con không ăn trưa nổi đâu. Con mới ăn gần hết một trái dưa hấu, no quá à. Ăn dưa mau no, nhưng làm việc một chút sẽ đói lại thôi. À, mà nhà mình năm nay dưa có ngọt không con? Dưa ngọt lắm cha, nhưng vì có kẻ đến hái trộm dưa, ăn xong bỏ dở lại, nên con tiếc quá ăn hết. Có người tới trộm dưa sao? Họ có làm gì con không? Con có bị sao không vậy? Con sợ họ nhìn thấy nên đã trốn đi cha ạ. Họ đi rồi con mới chui ra. Con gái cha nhỏ nhưng mà rất thông minh, cha mẹ cầu xin mãi mới có được con đó. Cha mẹ cầu con như thế nào vậy cha? Lúc đó cha mẹ đã lớn tuổi mà chưa có mụn con nào, nên mẹ của con đã đi khắp các đền chùa để cầu tự. Đi hơn cả chục đền miếu để cầu tự rồi. Bà có mệt không? Không ông à, phải bày tỏ tấm lòng thành thì trời đất mới chấp nhận. Cúi lại thần thánh ban phước cho chúng con một đứa con,
trai hay gái gì cũng được, xấu xí hay nhỏ bé cũng được. Vì chúng con ngày một già mà không có tiếng trẻ thơ, thật là hiu quạnh. Thôi con ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Mùi đồ ăn mẹ làm thơm quá cha ơi. Cha ơi, con không ăn trứng đâu, mùi khó chịu quá à. Sao vậy? Bình thường con thích ăn trứng lắm mà. Hay là con ăn no quá rồi? Út à, Út, con có sao không? Cha, mẹ. Con nằm xuống nghỉ một chút đi con. Con thấy trong người thế nào? Con không sao đâu mẹ. Sao trong cha mẹ có vẻ buồn vậy? Bộ có chuyện gì hay sao ạ? Con gái à, hồi nãy con ngất xỉu, cha mẹ lo lắng quá nên mời thầy Lan đến khám cho con. Con có bệnh gì không? Sao cha mẹ lo lắng quá vậy? Thầy Lan đến khám, nói con có thai rồi. Cha, mẹ, vậy là sao? Có thai là sao? Là con có một em bé đang lớn lên trong bụng đó. Nhưng mà con, sao con lại có thai được chứ? Cha cũng không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra được. Con à, giờ chuyện đã rồi, cha mẹ sẽ lo cho con và đứa bé. Cha mẹ cầu tự mới có con, giờ có thêm cháu ngoại, vui còn gì bằng. Biết đâu đứa cháu này cũng chính là thánh thần ban cho nhà của ta thêm ấm áp, bù đắp cho những tháng năm buồn bã trước kia. Nàng Út có thai, tam hoàng tử ở trong cung thì bỗng thấy bồn chồn không yên, như nhớ thương một điều gì đó vô hình mà chính hoàng tử cũng không rõ. Bẩm hoàng tử, xin mời dùng trà. Cả ngày nay hoàng tử không ăn uống gì cả. Người đang lo cho nhà vua sao? Ừ, ta lo lắng là một chuyện, nhưng mà không hiểu sao hôm nay ta cứ bồn chồn không yên, như nhớ thương một ai ở nơi xa mà không rõ. À, hay hoàng tử đã tương tư một cô thôn nữ nào? Thôi, chắc là không có gì. Ta chỉ cảm thấy nhớ cái ruộng dưa đó. Cảm giác ăn dưa sao mà ngọt quá. Nếu hoàng tử muốn ăn dưa thì không thiếu, để thần đi lấy ngay. Không không, ngươi không hiểu được ý ta đâu. Bỏ qua chuyện này đi. Gần đây á, vua cha phải một mình đối mặt với quá nhiều vấn đề, ta vô dụng, không giúp được cái gì hết, nên cũng có chút băn khoăn. Dạ, nhưng hoàng tử không nên tự làm khổ mình. Người phải mạnh khỏe thì mới tính chuyện khác được chứ à. Xin người hãy ăn chút gì đó. Một phần ta ăn cũng không thấy ngon miệng. Giờ ăn thì cũng nhớ đến lúc ăn dưa ở vườn đó. Trời ơi, ruộng ấy nhà ai? Tôi phải điều tra, tôi phải trị tội kẻ trồng dưa bỏ bùa hoàng tử. Thôi thôi, ngươi cứ hay làm quá lên à. Ta chỉ có cảm giác rất lạ là hình như ở đó có... Có gì hoàng tử? Hình như là một cô gái nhỏ bé. Không được rồi, lẽ ra tam hoàng tử nên nghĩ đến công chúa của đại quốc thì mới phải. Công chúa Cẩm Tú đang luyện kiếm. Dạ, bẩm công chúa. Miễn lễ. Bẩm công chúa, có tin báo các nước tiểu quốc đang liên minh đe dọa biên cương của nước láng giềng. Điều đó đã nằm trong tính toán của ta cả rồi. Vậy bên nước láng giềng có động tĩnh gì chưa? Bẩm, nghe nói họ cho sứ thần đi các nước để thương nghị hòa bình, nhưng đồng thời cũng gửi sứ sang đại quốc của chúng ta. Vậy cha ta nói thế nào? Đức vua có ý muốn liên minh bằng cách gả công chúa cho tam hoàng tử của nước láng giềng đó. Tốt, tam hoàng tử là người có khả năng kế vị cao hơn hẳn. Lấy được tam hoàng tử, việc sáp nhập hai nước làm một sẽ diễn ra thuận lợi. Đại quốc ta sẽ vừa có binh hùng tướng mạnh, vừa thu được sản vật từ vùng đất màu mỡ của nước láng giềng. Bệ hạ gia lâm. Các khanh bình thân. Tâu bệ hạ và các hoàng tử, năm ngoái các tiểu quốc có ý định liên minh với nhau chống lại chúng ta, còn đại quốc láng giềng thì không muốn ủng hộ chúng ta. Nhưng sau một năm thần đi sứ các nước, họ đã đồng ý liên kết dựa trên một cuộc hôn nhân.
ta hiểu ý khanh. Vì vậy, hôm nay ta muốn ra tuyên bố hôn sự của tam hoàng tử. Phải rồi, chỉ còn tam đệ là chưa lập gia đình. Lần này lấy công chúa là nhất đệ rồi đó. Vì các nước đều có công chúa đến tuổi cập kê, nên ta muốn mở một lễ hội kén vợ. Tam hoàng tử sẽ gặp mặt các công chúa đến từ các nước để chọn một người làm vợ. Các khanh thấy thế nào? Bệ hạ anh minh, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Cảm ơn người đã động viên ta. Nhưng cưới xin là chuyện đại sự, ta không muốn lấy một người ta không yêu đâu. Tam đệ, sao đệ lại nói vậy? Công chúa cao quý, ai mà không muốn lấy? Trên đời chắc chỉ có đệ chê thôi. Ba anh em ta chỉ có đệ lấy được công chúa. Thấy vợ của hai ta không? Chỉ là tiểu thư nhà quan tầm thường. Chàng nói thế là đang chê thiếp sao? Ui da. Đâu có. Vợ của tam đệ mà là công chúa đúng là hơn các nàng, nhưng cũng là em dâu của chúng ta thôi. Đa tạ anh chị đã quan tâm đến đệ. Đệ hiểu trách nhiệm của mình. Chỉ là... Trừ phi đệ đã phải lòng người khác, chứ nếu không thì đây hoàn toàn là điều tốt đẹp. Thật à? Cũng có thể lắm. Tam hoàng tử hào hoa phong nhã, văn võ song toàn thế này, thiếu gì các tiểu thư khuê các để mắt. Đúng rồi. Biết đâu một ngày nào đó, một cô gái xuất hiện cùng đứa trẻ tự xưng là vợ con của tam đệ không chừng. Không có đâu, anh chị đừng nói quan cho đệ. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây. Xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt ngờ cho nàng rửa chân. Út con, mẹ đem thức ăn đến cho con đây. Mẹ mới đến. Con mau lại ăn cơm đi. Thằng cháu ngoại của bà ngủ rồi sao? Dạ, trộm vía, thằng bé ngoan lắm mẹ ạ. Cực cho con rồi Út ơi. Mẹ thì nhỏ bé, lại phải chăm đứa con to gấp 5 lần mình. Không cực đâu mẹ. May mắn là đứa bé được như người bình thường. Thằng bé kháo khỉnh quá. Mẹ ơi, vừa đã thu hoạch được rồi đó ạ. Vậy thì tốt quá. Nhà vua ban lệnh sẽ mở hội kén vợ cho tam hoàng tử. Nhiều người sẽ đến xem hội đó con. Hay quá. Chúng ta sẽ bán được nhiều dưa. Ừ. Ngày mai hai cha con đem dưa xuống làng mà bán, để mẹ trông cháu cho. Con sợ đi sẽ gây phiền phức cho cha. Con đừng có nghĩ như vậy. Lễ hội đông người, không có ai để ý đâu. Với lại cha con cũng cần có người phụ giúp. Dạo này mẹ già yếu, đi tới đi lui không có tiện. Con xem, mẹ đã may cho con một bộ quần áo mới để đi hội rồi nè. Con cảm ơn mẹ. À, con cũng có quà tặng mẹ. Con may áo cho mẹ nè. Mẹ có thích màu này không? Con tự may đây sao? Dạ, lúc rảnh con không làm gì nên... Con tôi giỏi quá, mẹ thích lắm. Cải xanh đây, cải xanh đây. Mình nướng cho bà con mình nướng. Cải xanh mới hái nướng. Bà con ơi, mình nướng thơm ngon về. Mình nướng đi, ghé mua nướng đi. Cải đi thứ hai. Ngoài mặt áo xanh, bên trong bình đỏ, quả tuy tròn nhỏ, lại lấy hạt đen. Người nếm thử xem, ngọt ơi là ngọt. Chà, lời rau dễ thương quá. Ủa, mà sao không thấy người rau ta?
À, có phải tiếng rau từ hàng của ông không vậy? Tiếng dễ thương quá trời mà đâu phải ông này. Đúng vậy, chính là tôi đang rau bán dưa cho cha tôi. Chà, trời ơi, người đâu mà nhỏ xíu hà. Ủa, con biết làm trò nữa đây nè. Trời ơi, thiệt là một đứa nhỏ đặc biệt mà. Các công chúa ở đâu mà đông vậy ta? Nghe đâu dự tuyển có gần 20 cô, có nước đưa tới 3 công chúa. Thì tam đệ nổi tiếng đẹp trai, văn võ song toàn, ai mà không muốn lấy? Hơn nữa lại là người thích hợp để kế vị mà. Để nói cái gì, ta là con trưởng, ngôi vua chừng nào mới tới lượt tam đệ? Thôi hoàng huynh bớt nóng. Huynh nghĩ coi, tuy huynh là con trưởng, nhưng trước giờ tam đệ được cha yêu quý nhất, các quan cũng ủng hộ tam đệ. Giờ ngay cả chuyện cưới vợ cho đệ ấy cũng phải tuyển từ các công chúa của các nước láng giềng. Đệ nói cũng phải. Xem vợ ta chỉ là con tể tướng, vợ đệ chỉ là con của tướng quân, còn tam đệ được chọn người đẹp nhất trong các công chúa. Của hồi môn bên nhà gái và sính lễ phụ hoàng cho tam đệ ắt hẳn cũng bằng một nửa vương quốc à. Vậy thì còn gì cho anh em ta? Không thể như vậy. Vậy huynh muốn làm thế nào? Ta để có cách gì không? Cái gì? Sao giết nó được? Dù gì nó cũng là em ruột của mình mà. Trời ơi, huynh nói cái gì vậy? Ai nói là mình giết tam đệ? Chứ sao? Thì mình cho người giả bộ truy sát, cầm chân tam đệ ở đâu đó vài ngày, không đến kén vợ được. Để làm gì? Trời ơi, thì việc tuyển vợ từ các công chúa xem như hỏng. Các chư hầu nổi giận, phụ hoàng sẽ mất mặt vì em ấy, nó sẽ mất cơ hội để được truyền ngôi. À, ta hiểu rồi, đệ thật thông minh. Lấy từ chú hai, mua giùm đi, mua giùm bánh nướng đi chú hai. Dạ được. Cha con nhà này từ xứ nào đến đây bán dừa? Đứa con gái ngoại hình bé xíu kỳ lạ. Các ông các bà từ xa tới, coi chừng bị cha con nói lừa đấy. Dạ được. Không phải như vậy đâu. Cha con tôi là người lương thiện, vợ chồng tôi không có con, cầu khẩn lắm mới sinh được đứa con gái hiếu thảo này đó. Lương thiện, hiếu thảo? Vậy sao không thể làm người bình thường? Mấy người thôi đi, không được bắt nạt con của tôi. Vậy cha con ông có phải là người bình thường không? Đến đây có âm mưu hãm hại ai không? Tại sao ngoại hình con ông nhỏ bé kỳ dị vậy? Các người mau tránh đường. Các người mau đi khỏi đây, không được bán hàng ở đây nữa. Kẻ nào dám ném ta? Dạ, xin ngài tha cho tôi. Kẻ hạ dân hèn kém định ném hai cha con nhà kia, không ngờ lại trúng ngài. Các ngươi làm gì mà tụ tập chặn cổng thành vậy hả? Định gây rối sao? Ngươi là ai? Sao dám khua gươm ở chợ vậy hả? Người đâu? Lôi hắn về xét xử. Ta là cận vệ của công chúa Cẩm Tú từ Đại Quốc đến đây. Ta chính là công chúa Cẩm Tú của Đại Quốc, theo lời mời của nhà vua đến đây cầu thân với tam hoàng tử của đất nước này. Vừa đến cổng thành thì những người này gây rối, không để chúng ta vào. Viên quan này, ngươi nói xem phải xử lý thế nào? Dạ bẩm thần hạ thần. Công chúa Đại Quốc. Công chúa đến mà hạ thần chậm trễ nghênh tiếp, xin thứ tội. Đứng lên đi, đừng dài dòng nữa, mau xử lý chuyện này cho ta còn đến hoàng cung. Dẫn hết đám gây rối này về xét xử cho ta, dẹp luôn cả xe dưa kia nữa. Ừ.
Út à, đừng con, đừng làm như vậy. Tí Hon, lại đây. Xin công chúa hãy tha tội cho đứa con nhỏ dại của tôi. Tôi đã già, xin hãy xử tội tôi và tha cho con bé. Tí Hon, người dũng cảm lắm. Việc tôi làm tôi chịu. Bọn họ đánh phá việc bán dưa của cha con chúng tôi, nên tôi đáp trả lại thôi. Người cứ phạt tôi mà tha cho cha già của tôi. Được, ngài hãy tha cho hai cha con nhà này, nhưng còn lại phải xử phạt thế nào để đại quốc ta thấy hài lòng đó. Lính đâu, gom hết bọn chúng về công đường, phạt 50 roi cho ta. Xe dưa của hai cha con này cũng xung công luôn. Dạ. Ủa, sao chị đánh của chúng tôi mà tha cho hai cha con đó vậy? Ờ, phải đó. Hai cha con này đúng là xui xẻo mà, ai dính vào cũng ăn quả. Hãy đi khỏi đi đi. Mau thu dọn hàng, mau lên. Chịu này buông gì nữa, mau mau. Ta lệnh cho nhà ông phải đi biệt xứ, không được đến đây nữa. Vì các ngươi mà xém chút nữa, chúng ta đắc tội với đại quốc. Nếu bọn họ nổi giận thì ai gánh nổi hậu quả đi hả? Các ngươi còn không đi, ta sẽ trị tội đó. Hoàng tử à, sao giờ này người còn chưa thay áo ra tiếp các đoàn sứ thần mà còn ngồi ở đây? Người bị mệt sao? Ta không muốn ra đó đâu. Phụ hoàng nói ta lấy ai á thì ta lấy người đó. Không phải bệ hạ cho hoàng tử tự chọn hả? Ở ngoài đó có rất nhiều người xinh đẹp, sang trọng, quý phái, như là một vườn hoa đủ màu vậy. Cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là lấy được người có thế lực mạnh nhất thôi, đâu có phải lấy người ta thích. Cho nên ta đến cho có lệ, chứ đâu có quyết định được gì. Người không có nói vậy được. Là người đích thân tuyển lựa thì mọi người mới tâm phục khẩu phục. Ai? À, người đâu? Có thích khách. À, hoàng tử, khoan đã. Các người mau đuổi theo ta, hoàng tử. Chết ta rồi. Mau bẩm báo bệ hạ. Bẩm công chúa, lúc nãy người thích con bé Tí Hon đó sao? Ai cũng bị phạt mà ta lại tha cho một đứa thì mọi người sẽ ghét đứa đó. Thần chưa hiểu. Trông cô ta tuy nhỏ bé nhưng cũng không phải xấu xí. Về nhan sắc có khi lại là đối thủ của ta đó. Tốt nhất là để cô ta đi khuất mắt ta. Dạ, công chúa thật biết nghĩ sâu xa. Người mặc áo xanh vừa làm rơi thứ gì đó, đem lại đây cho ta. Bẩm công chúa, ngọc bội này không phải tầm thường. Người đó lẽ nào là hoàng tộc? Người âm thầm bám theo, không được ra mặt. Tất cả về báo cáo cho ta. Dạ. Tiểu Luân, ngươi có sao không? Ta mau quay về thôi. Để hắn ở đây vậy sao? Không có vấn đề gì đâu, vết thương nhẹ thôi, có thể cầm chân hắn ở đây vài ngày.
Được rồi Tiểu Luân, được rồi. May mà chỉ sượt qua, nhưng mà cũng cần băng bó một chút. Cái chân ta. Bây giờ làm sao về cung được đây? Phía trước có người à. Đi thôi, chúng ta qua đó coi thử, có thể xin tá túc một đêm được không? Sao mình lại nhỏ bé thế này? Tại sao mình chỉ đem toàn rắc rối cho cha mẹ? Lẽ nào mình bị trời phạt thật sao? Ôi da. Hò điệp tiên nở, cuối cùng em cũng tìm được chị. Mừng quá. Bạn là ai? Chị không nhớ em hả? Em là Điệp Nhi. Chị từng chăm sóc em trên thiên đình đó. Chị nhớ chưa? Phải rồi. Khi chị xuống trần thì không còn nhớ gì chuyện trên thiên đình nữa. Không sao, để em kể lại cho chị nhớ. Dạ, xin mời. Hôm nay vui quá. Trong năm không có một buổi hội ngộ như vậy. Điệp Nhi, em mau quay về đi. Đây không phải tiệc em có thể vào đâu. Em sẽ hóa thành vòng tay của chị, sẽ không ai biết đâu. Ôi chào, em làm khó chị quá đi. Được rồi, phải ở yên trên tay chị đó, biết chưa? Ôi, mùi rượu hoa mai thơm quá. Con bướm này ở đâu ra vậy? Bẩm Ngọc Hoàng tha tội, đây là Điệp Nhi trong giường của hạ thần. Hay cho Hồ Điệp tiên tử, quản thuộc hạ không nghiêm, làm đổ rượu xuống trần gian, người có biết tội không? Dạ, là lỗi của hạ thần, thần xin chịu mọi hình phạt. Xin Ngọc Hoàng tha tội, là lỗi của con. Người có biết khi rượu thiên đình đổ xuống trần gian sẽ làm chao đảo thế sự, có thể tạo ra chiến tranh, khiến dân tình lầm than hay không? Bẩm Ngọc Hoàng, rượu đã đổ xuống đại quốc, làm đại quốc hùng mạnh lên sẽ đe dọa các nước láng giềng. Vừa hay, ở nước láng giềng có một cặp vợ chồng đang cầu xin con. Hay chúng ta cho Hồ Điệp tiên tử xuống trần làm con của họ, sau này sẽ giúp đỡ triều đình tránh khỏi loạn binh đao. Cũng được, nhưng ngươi phải hóa thành tí hon, bị nhiều khó khăn thử thách, giúp ổn định hòa bình thì mới được trở lại hình dáng cũ. Đội ơn Ngọc Hoàng, hạ thần sẽ giúp sức đền tội. Thưa Ngọc Hoàng, con mới là người phạm luật, xin người cho con đi cùng Hồ Điệp tiên tử ạ. Đương nhiên là ngươi cũng phải chịu tội. Ngươi phải xuống trần gian đi tìm Hồ Điệp tiên tử và giúp nàng ấy vượt qua những thử thách. Mau đi đi. Tạ ơn Ngọc Hoàng. Ngươi tự bay đi tìm đi, ta sẽ không qua phép cho ngươi tới chỗ tiên nữ đầu thai đâu. Đó là hình phạt của ngươi. Thần tuân chỉ. Vậy là em theo dấu những chú bướm dưới trần gian đến đây tìm chị đó. Thật không thể tin được, nhưng chị nhỏ bé như vậy làm sao có thể giúp đất nước này tránh khỏi đao binh? Đã vậy, chị còn có con nữa. Chị có con sao? Đâu, em bé đâu rồi? Tội nghiệp cho cậu. Chủ cậu bị thương sao? Ở đâu? Là anh chàng đó. Này, anh gì ơi? Anh ta xỉu rồi. Mình làm gì đây chị? Điệp Nhi, em ở lại canh chừng, chị đi gọi cha mẹ. Bẩm công chúa. Nói đi. Dạ, công chúa đoán như thần,
Người mặc áo xanh đó chính là Tam Hoàng Tử. Có người truy sát Tam Hoàng Tử sao? Bọn thích khách chỉ đuổi đánh Hoàng Tử bị thương nhẹ rồi bỏ lại trong rừng. Nghe bọn chúng nói chuyện, hình như có người không muốn Tam Hoàng Tử đến buổi kén vợ ngày mai. Hay ho thật. Có kẻ muốn làm bé mặt nhà vua, gây xích mích trong các sứ thần, châm ngòi chiến tranh sao? Hay là... Chiến tranh sao thưa công chúa? Không, cũng có thể là hạ uy tín của Tam Hoàng Tử, gạt anh ta ra khỏi danh sách thừa kế. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa thưa công chúa? Nếu anh ta không thể làm vua thì chúng ta liên minh có ích gì? Với các tiểu quốc thì đúng là vậy. Với chúng ta thì không cần. Chỉ cần lấy Tam Hoàng Tử, đất nước này sẽ sớm thuộc về đại quốc chúng ta. Thần hiểu rồi. Thần sẽ đi tìm Hoàng Tử về đây ngay. Chưa cần đâu. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi mai sẽ định liệu. Sao lại khóc? Thấy người lạ cháu sợ hiền sao? Ân nhân lẽ nào không cho ta thấy mặt sao? Nàng có phải là cô bé ở Rẫy Dương một năm trước không? Đúng vậy, chính là tôi. Vì hình dạng nhỏ bé khó coi, sợ người nhìn thấy sẽ chê cười. Ta hứa sẽ không cười cợt, xúc phạm nàng. Hãy cho ta nhìn thấy mặt một lần thôi, để nói lời cảm ơn cứu mạng. Chỉ một lần thôi nha. Tôi không phải người bình thường. Nàng thật là xinh đẹp. Tôi... Người đã thấy mặt rồi. Hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây. Khoan đã, nàng tên là gì? Tôi tên Út. Vậy tôi gọi nàng là nàng Út có được không? Đa tạ nàng Út đã cứu ta. Ta có thể làm gì để đáp ơn cho nàng đây? Các người bảo vệ kiểu gì vậy hả? Để thích khách vào cung truy sát hoàng tử giữa ban ngày ban mặt. Lại còn biết bao nhiêu khách mời ở đây, lỡ có chuyện gì thì sao? Thần đã không bảo vệ được hoàng tử, xin bệ hạ trị tội. Phụ hoàng, con nghĩ cũng không hẳn là tội của cận vệ đâu. Có thể là trong đám sứ thần, biết đâu có thích khách trà trộn. Cũng có thể như vậy, nhưng ngày mai ta sẽ nói với các nước chư hầu thế nào. Còn công chúa cẩm tú của đại quốc nữa. Bây giờ cha chỉ lo nhất là con trai út của cha không biết như thế nào, có an toàn hay không. Không biết nàng ấy đâu rồi. Có phải mình đã mơ không ta? Một cậu bé thật đáng yêu. Sao, con muốn ra ngoài hả? Ừ, cũng được. Chúng ta đi tìm nàng Út ha. Tối qua em hé mắt ra thấy hết rồi. Chàng ta có vẻ thật lòng thích chị đó. Em không được ghẹo chị nha, chị sẽ giận đó. Nhưng chưa hết, em phải nói với chị điều này. Chàng ta chính là... Một mình nàng đã chăm sóc Rẫy Dưa này sao? Chứ sao, ngài thấy chị tôi giỏi không? Một chú bướm lại còn biết nói nữa nè. Sao, con cũng ngạc nhiên với chú bướm đáng yêu này có đúng không? Nàng Út thật khiến ta khâm phục. Ta thấy xấu hổ vì mình to đầu mà không được việc gì hết trơn á. Út à, cha mẹ đã về rồi đây.
mẹ đi chợ về sớm vậy à? Vì hôm nay ở chợ không ai buôn bán gì cả. Đúng vậy, ai cũng lo kháo nhau vì việc Tam hoàng tử đã mất tích. Không phải mới mấy hôm trước nhà vua mở hội tuyển vợ cho Tam hoàng tử sao? Vậy mà hôm nay Tam hoàng tử biến mất, mọi người đồn đại nhiều lắm. Thì ra hoàng tử chạy trốn khỏi cung điện. Ngài hãy giải thích về chuyện này đi chứ. Ngài là Tam hoàng tử sao? Nghìn đón Tam hoàng tử, xin lỗi vì chúng tôi không biết nên đã thất lễ. Đây không phải là hoàng cung, không cần đa lễ. Mọi người cứ đứng lên đi, để con được tự nhiên. Mời cha mẹ, mời hoàng tử uống nước. Như vậy là hoàng tử đã bị truy sát nên mới bị thương, chứ không phải trốn việc tuyển vợ hay sao? Thực ra trong lòng con cũng không muốn cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy. Sao lại không? Các công chúa chắc hẳn phải xinh đẹp giỏi giang lắm. Chẳng lẽ họ chưa xứng với ngài sao? Ai cũng nghĩ hoàng tử lấy công chúa thì xứng đôi. Nhưng mà thật ra đó cũng chỉ là cuộc trao đổi đất đai và giao ước giữa các nước với nhau. Còn tôi chỉ mơ ước có một gia đình bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, chăm sóc con cái, có được đứa con đáng yêu như dưa hấu đây nè. Có vẻ hoàng tử đã khỏe lại rồi, thật là tốt quá. Vậy bà mau bế dưa hấu cho hoàng tử trở về cung đi. Chàng ấy đã khỏe lại rồi, không thể ở đây mãi được. Nhưng mà con... Công chúa của Liễu Quốc xin bái kiến. Công chúa của Sa Thủy Quốc xin bái kiến. Công chúa của Thi Pha Quốc xin bái kiến. Xin bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Mời các công chúa bình thân. Thưa bệ hạ, chúng thần đại diện quốc gia đến đây trước là để tham quan quý quốc, sau là theo lời mời của bệ hạ đến cầu thân cùng Tam hoàng tử của quý quốc. Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng thần thân gái vượt đường xa đến đây cầu thân, nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy Tam hoàng tử đâu. Các công chúa hãy khoan bất bình. Tam hoàng tử, ta rất tiếc phải thông báo là Tam hoàng tử đã mất tích từ hôm qua. Mất tích hay là cố ý tránh mặt chúng tôi? Vậy là các ngài kêu chúng tôi đến đây là trò đùa thôi sao? Chúng tôi tuy từ những tiểu quốc nhỏ bé, nhưng cũng là cành vàng lá ngọc, không thể chịu mất mặt như vậy. Thưa các công chúa, chúng tôi không hề có ý xúc phạm các nàng, nhưng mà hoàng đệ của chúng tôi, nhất định chúng ta sẽ tìm được đệ ấy về và cho các nàng một câu trả lời vừa ý. Quý quốc nói như vậy là bao lâu? Chẳng lẽ Tam hoàng tử mất tích nửa năm, chúng tôi phải ở đây nửa năm? Tam hoàng tử mất tích vài năm, chúng tôi phải ở đây vài năm sao? Tâu bệ hạ, đây có phải là hành động gây chiến hay không? Tâu phụ hoàng, hai người ban lệnh truy bắt tam đệ về trị tội, để các công nương đây hài lòng. Đó là hoàng đệ của con mà, con nói như vậy mà nghe được sao? Với lại nó bị bắt đi, chứ có lỗi gì đâu. Bẩm phụ hoàng, bọn họ không tin chúng ta. Thôi thì ta cứ giả vờ sẽ trị tội tam đệ như vậy, để cho họ bớt giận. Khi nào tìm được đệ ấy rồi hẳn tính. Tâu bệ hạ, xin quý quốc cho chúng tôi câu trả lời trong thời hạn. Đúng vậy, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh cố hương nữa. Thần tin là Tam hoàng tử đã gặp rắc rối. Công chúa Cẩm Tú là con gái út được cưng nhất của nhà vua Đại Quốc đó. Nghe nói cô ta không những tinh thông cầm kỳ thi họa, mà văn võ cũng vào hàng thần đồng của đại quốc, có thể múa kiếm, bắn cung, cái nào cũng giỏi cả. Người như cô ta chỉ cần ngỏ lời là hoàng tử Dương Tôn xếp hàng. Sao phải tới đây vậy? Công chúa Cẩm Tú của đại quốc xin ra mắt bệ hạ. Công chúa Cẩm Tú miễn lễ. Nàng vừa nói vậy là sao? Tâu bệ hạ, hôm qua thấy một bọn người áo đen xông ra khỏi cung, thần đã cho người theo dõi và lượm được cái này. Đây đúng là ngọc bội của Tam hoàng tử. Công chúa đại quốc đã nhặt được vật này, sao còn không cứu người? Đúng đó. Hay cô chính là người bắt cóc?
cô đừng có nói hoàng xiên trên đại điện không có phép tắc gì cả. Xin Cẩm Tú công chúa thứ lỗi. Ta không đôi co với kẻ nông cạn, nên nhớ đây vẫn là một cuộc hôn nhân, và tam hoàng tử có tự do lựa chọn. Còn nếu ta có quyền điều khiển thì ta đã không để quá nhiều cô gái đến đây rồi. Tâu bệ hạ, tha lỗi cho chúng thần. Thần tin vật này thuộc về người có xuất thân cao quý, nhưng vì là khách của quý quốc nên không dám tự tiện hành động. Công chúa nói phải. Vậy vật này công chúa nhặt được ở đâu? Xin dẫn đường để chúng tôi tìm tam hoàng tử. Tâu bệ hạ, chúng thần xin cử người cùng đi tìm tam hoàng tử cùng quý quốc luôn ạ. Thưa phụ hoàng, con thấy để cảm ơn các công chúa đây. Ai tìm được tam hoàng tử thì tam đệ sẽ lấy người đó. Chuyện này... Thôi được, ta hứa công chúa nào tìm được tam hoàng tử trước thì ta sẽ tác hợp cho người ấy. Tạ ơn bệ hạ. Chị ơi, có cần phải làm vậy không? Nguy hiểm lắm. Em đừng lo, chị làm suốt ấy mà. Ôi chị ơi, em đỡ được chị rồi. Chị ơi, em không đỡ nổi nữa. Hoàng quà dân giả để tặng hoàng tử thôi. Ta thấy rất cảm động vì biết nàng cũng quan tâm tới ta. Có quan trọng gì đâu, ngày mai hoàng tử cũng phải về cung lấy vợ rồi, sau này chắc cũng không còn gặp nhau nữa. Bẩm các hoàng tử và công chúa, ở đây quả là có vết ẩu đả khá mới, có vết máu chứng tỏ là có người bị thương. Có thể tam hoàng tử vẫn còn sống và đang ở quanh đây thôi. Cũng được, chúng ta chia ra làm 5 nhóm tìm kiếm tam hoàng tử. Sáng mai chúng ta tập hợp ở đây. Nếu cứu được hoàng tử thì sẽ cùng nhau hộ tống hoàng tử về, có được không? Thưa hoàng tử, tôi hiểu ý của người. Nhưng chúng ta sinh ra đều có thân phận và trách nhiệm riêng. Chúng tôi là người dân thì phải lo cày cấy trồng trọt. Người là hoàng tử thì phải bảo vệ đất nước. Bác nói phải, con không thể ở đây trốn tránh trách nhiệm lấy vợ của mình. À, đau. Hoàng tử, người có sao không? Có lẽ là vết thương của con chưa lành hẳn. Xin hai bác hãy niệm tình cho con ở lại hết đêm nay. Ngày mai con sẽ lên đường. Thưa cha mẹ, thôi thì để hoàng tử ở lại thêm một ngày nữa đi ạ. À, ngày mai rồi hẳn lên đường. Thôi được rồi, vậy phiền hoàng tử chịu khó bất tiện thêm một đêm nữa. Công chúa cẩn thận. Cứ bình tĩnh, nhìn kỹ hẳn động thủ, có thể là tam hoàng tử. Cũng có thể là bọn người tiểu quốc muốn lợi dụng cơ hội để hành thích. Công chúa Cẩm Tú xin đừng động thủ, chúng tôi muốn bàn bạc một chuyện. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử có gì chỉ giáo? Trước nay đã nghe đồn công chúa Cẩm Tú của đại quốc xinh đẹp, tài trí hơn người. Quả thật không sai. Nhị hoàng tử quá khen. Cẩm Tú công chúa liệu có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Tôi tin là chúng ta có thể hợp tác cùng có lợi. Hợp tác? Như thế nào? Công chúa đã biết hiện nay trong khu vực chỉ có hai nước chúng ta là mạnh nhất. Nếu chúng tôi có được liên minh với các tiểu quốc thì đại quốc các người sẽ mệt mỏi đó. Vậy hai vị hoàng tử muốn thế nào? Chúng tôi đương nhiên muốn tác hợp cuộc hôn nhân này cho nàng rồi. Chúng tôi cũng được biết nàng rất mến tam đệ của chúng tôi, nên chúng tôi đề nghị được giúp nàng trở thành em dâu của chúng tôi. Đa tạ hai vị hoàng huynh, nhưng điều kiện của hai vị là gì? Điều kiện rất đơn giản. Khi nàng lấy được tam đệ, nàng cắt một nửa đất của đại quốc làm quà hồi môn cho chúng tôi. Được, ta đồng ý. Nàng cũng không ngủ được sao? Sáng mai người phải đi rồi, không biết có bao giờ gặp lại hay không. Dù mới biết nhau không lâu,
nhưng ta cảm thấy quen nàng từ rất nhiều năm trước. Một cảm giác rất thân quen. Nếu phải rời xa nàng, ta thực sự rất nhớ. Tôi cũng vậy. Nếu phải xa hoàng tử, chắc tôi sẽ rất nhớ. Nếu nàng cũng yêu mến ta, ta sẽ xin cha mẹ nàng và phụ hoàng để lấy nàng làm vợ. Không được đâu. Tôi có con rồi. Tôi lại chẳng phải là công chúa, không thể giúp hoàng tử diệt trị nước hay giữ hòa bình. Hoàng tử nên quên chuyện này đi thì hơn. Ta yêu quý Dưa Hấu như con mình vậy. Dù chỉ mới gặp, nhưng mẹ con nàng đã làm ta thấy hạnh phúc như đã gặp và bên nhau từ lâu lắm rồi. Cả đời này ta chẳng thể yêu ai khác ngoài nàng. Kìa chị, cha con nhận nhau, gia đình đoàn tụ thì không nên ngần ngại làm gì nữa. Sao có thể như vậy được? Chị và Tam Hoàng Tử đã ăn chung quả dưa hấu và có con với nhau mà không hề hay biết. Tôi đã giải thích việc này cho Tam Hoàng Tử rồi. Hai người đã được sắp đặt nhân duyên từ trước. Dưa hấu chính là con của Tam Hoàng Tử. Sao có thể vậy được? Chị hiểu, ta tin vào định mệnh. Xin nàng hãy chấp nhận làm vợ ta, để chúng ta cùng nhau chăm sóc dưa hấu và thực hiện sứ mệnh của ta và nàng. Hoàng tử, lỡ như đức vua không đồng ý hoặc các nước khác mất lòng thì phải làm sao? Con sẽ bằng mọi cách bảo vệ mẹ con nàng Út. Cha con tuy là người nghiêm khắc nhưng hiểu lý lẽ. Vua cha không muốn con là người bất nghĩa bỏ rơi vợ con đâu. Chuyện này thật là kỳ lạ quá. Nếu hoàng tử đã nói như vậy thì ý của con thế nào hả? Ta thấy hoàng tử cũng thật lòng với con và dưa hấu. Cha mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Nên nếu như con cũng có cảm tình với hoàng tử thì cha mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà nếu các công nương kia mà biết được về mẹ con chị rồi không tha cho chị thì sao? Lỡ đến lúc đó nhà vua tức giận đuổi hoàng tử về làm thứ dân, đầy hai người đi xa thì sao? Chị... Thưa cha mẹ, thực lòng con yêu quý hoàng tử, con không đành nhìn chàng chịu khổ một mình, con sẽ đi với chàng. Cảm ơn nàng, hãy tin ta, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng bằng mọi giá. Cha mẹ chỉ mong hai con sống tốt, hòa thuận với nhau là được rồi, đừng lo cho cha mẹ. Xin tạ ơn cha mẹ đã cứu con và chăm sóc cho mẹ con nàng Út. Khi mọi chuyện xong xuôi, con hứa sẽ đón cha mẹ vào cung để phụng dưỡng. Trong cung nhiều phép tắc, con phải cố gắng thích nghi. Nhưng nếu không được thì cứ về với cha mẹ nghe con. Dạ. Nàng đang lo lắng chuyện các công chúa sao? Ta nhất định không phụ nàng mà lấy họ đâu. Không phải, nếu như hòa bình của đất nước, em sẽ về quê để chẳng lấy người khác. Em chỉ sợ vì mẹ con em mà đức vua trách phạt chàng. Nàng yên tâm, ta yêu cả hai mẹ con, ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cả hai. Nếu như cha có phạt thì chúng ta về làm thường dân như cha mẹ nàng, cùng nuôi dạy dưa hấu có được không? Tam hoàng tử, người đây rồi. Cần gì? Ngươi đi tìm ta đó sao? Đúng vậy. Nhà vua rất lo cho người. Người có sao không vậy? Tam đệ, đệ đây rồi. Hoàng huynh, các huynh cũng đi tìm đệ hả? Ủa, Tam đệ, đệ đang bế con của ai vậy? Đây là con của đệ. Còn đây là thê tử của đệ. Cái gì? Tâu bệ hạ, đây quả thật là một sự sỉ nhục cho các tiểu quốc của chúng thần. Đúng vậy, chúng thần là thân gái dạng dặm đến đây xin cầu thân mà bây giờ lại thành trò cười cho khắp thiên hạ.
Tam hoàng tử bị thích khách bắt đi, thật là bi ai. Hóa ra là đi tìm vợ và con về cung. Bẩm bệ hạ, nếu ngài không có câu trả lời thích đáng, làm hài lòng chúng tôi, thì xin nói chuyện cùng ngài trên chiến trường. Tam hoàng tử, con nói sao vậy? Ở đâu mà lại có đứa bé và cô gái kỳ lạ như vậy? Tự nhận là vợ con của con chứ? Tâu bệ hạ, một năm trước con đã tới vườn dưa của nhà nàng Út và có con với cô ấy. Hôm trước khi bị thích khách truy sát, con được nàng Út cứu sống mới biết được sự tình. Nay xin cha cho con được kết hôn với nàng, cho cha con nhận nhau, gia đình đoàn viên. Con bẩm bệ hạ lượng thứ, tự nhiên đứa bé đó, chắc nó đói. Đứa bé này thật giống Tam hoàng tử. Vậy ra đây là buổi gặp gỡ gia đình đoàn tụ sao? Đại hội nhận gia quyến sao? Đủ rồi, chúng ta không cần đứng đây dư thừa nữa. Tâu bệ hạ, chúng thần không phục và cũng không muốn nghe thêm lời giải thích nữa. Xin mời gặp lại trên chiến trường. Tâu bệ hạ, không chỉ có con với con, nàng Út còn cứu con khi bị thương trong rừng. Vậy xin phụ hoàng hãy thực hiện lời hứa cho con được lấy ân nhân của mình. Bẩm phụ hoàng, không thể được. Người chỉ hứa ban hôn cho công chúa nào cứu được tam đệ, chứ không hứa cho bất cứ cô gái nào cứu được tam đệ. Đúng vậy thưa phụ hoàng, vợ của hoàng tử dù gì cũng là con dâu hoàng gia, sao có thể bé xíu như vậy được. Tâu bệ hạ, theo như thần thấy, tình hình quý quốc đang hết sức bất lợi. Việc cô vợ từ trên trời rơi xuống này đã chọc giận các tiểu quốc, và họ sẽ liên minh đánh quý quốc trong nay mai. Đúng vậy thưa cha, theo con thì chúng ta chỉ có thể liên minh với đại quốc thì mới dẹp yên các tiểu quốc được ạ. Tâu bệ hạ, thần vốn ái mộ tam hoàng tử từ lâu, nên thần có thể bỏ qua việc hôm nay. Chỉ cần thần trở thành vợ duy nhất của tam hoàng tử thì đại quốc cam đoan sẽ thắt chặt giao hảo với quý quốc mãi mãi. Xin đa tạ ý tốt của công chúa, nhưng tôi xin chỉ lấy nàng Út mà thôi. Ngươi! Xin bệ hạ hãy suy nghĩ về đề nghị của thần. Thần xin cáo lui. Thưa phụ hoàng, nếu tam đệ đã khăng khăng lấy cô gái này, thì cô ta phải chứng tỏ cho chúng ta thấy là cô ta xứng đáng. Các ngươi đã hứa với ta thế nào? Giờ giải quyết chuyện này sao đây? Công chúa bớt giận, chúng tôi đã đấu tranh tới cùng cho nàng. Chúng tôi chỉ ủng hộ nàng làm em dâu. Chúng tôi đã nói với vua cha mở cuộc thi tài của vợ các hoàng tử. Nếu như chiến thắng thì cô ta mới được công nhận. Cuộc thi à? Đúng rồi. Giờ hấu ngoan, ngủ đi nào. Dưa hấu chịu ngủ rồi sao chàng? Ta không ngờ chăm con nhỏ lại mệt vậy. Sao chàng không để em ru con ngủ? Nàng đã cực khổ bấy lâu nay rồi, hãy để ta tập làm cha, sau này còn giúp đỡ nàng. Cảm ơn chàng. Mấy món ăn trong này có giúp gì cho nàng không? Không, những món này quá phức tạp và xa lạ với em. Nhưng cha chàng là vua, hẳn đã ăn tất cả những món ngon vật lạ trên đời. Em không biết nên nấu gì để dự thi nữa. Tự nhiên bài trò thi thố làm gì không biết, rõ ràng là để bắt nạt chị mà. Xin lỗi nàng, vì ta mà nàng phải chịu ức hiếp như vậy. Không sao đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng là em hạnh phúc rồi. Nàng biết không, những món ăn cầu kỳ tuy ta đã từng ăn, nhưng mà vẫn không bằng những món mà mẹ nàng đã mời ta. Thật sao? Em có ý này, hay là mình thử... Đây
là tất cả những món ăn hàng đầu mà chàng tìm được sao? Ta thấy có nhiều món ngon mà. Ngon cái gì mà ngon? Tìm thêm đầu bếp về đây, thiếp sẽ thù mất thôi. Ai cho chàng xin mở cuộc thi ngu ngốc này vậy hả? Ây da. Nè, sao rồi? Người đâu? Vi cá đâu? Hải sâm đâu? Trứng cá tầm đâu? Những nguyên liệu tầm thường này mà cũng đem cho ta nấu à? Các ngươi muốn ta thua cuộc đúng không? Ta bảo người đi thăm dò tam hoàng tử, thế nào rồi? Bẩm nhị hoàng tử, bên đó chỉ thấy đem vào bếp rất nhiều dưa hấu, cũng không biết là làm món gì nữa. Hóa ra cũng đâu có gì đặc biệt, mấy cái món quê mà. Ê, trời ơi, hoàng tử của tôi, đức tài của ngài mất. Đưa tôi làm cho. Ây da, đức tài của tôi rồi. Ây da, đau quá. Được rồi, để ta làm cho. Đây đâu chỉ là việc nấu ăn, còn là việc ta giúp vợ ta, và ý nghĩa hơn nữa đó. Nghe một chút tình thương mến, chút ngọt ngào tình nghĩa gia đình. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Mời công chúa Cẩm Tú làm giám khảo cuộc thi này cùng với ta, để kết quả cuộc thi được thuyết phục. Thần rất hân hạnh. Cuộc thi tài xin được bắt đầu. Xin mời dâng món ăn. Thưa phụ hoàng, đây là món nem công chả phụng do vợ của con học từ đầu bếp trứ danh nhất cả nước làm ra. Mặn quá. Thưa phụ hoàng, vợ con vốn là người thích nấu ăn, xin cũng được trổ tài món canh di cá hải sâm rong biển bổ dưỡng thanh mát. Được hơn đó, nhưng còn hơi nhạt. Thần thấy cũng ngon thưa bệ hạ. Tam hoàng tử, đây là món gì mà trông lạ quá vậy? Dạ, mời phụ hoàng ăn thử rồi con mới nói. Thanh mát, đủ vị, rất ngon. Cũng được thôi. Dám hỏi tam hoàng tử, đây là món gì? Bẩm phụ hoàng và mọi người, đây là gỏi từ vỏ dưa hấu, rất thanh mát và lạ miệng. Để dám cho mọi người ăn vỏ dưa hả? Thật quá quắt mà. Hoàng huynh, cha đâu có nói là đồ ăn phải làm từ nguyên liệu gì. Đúng đúng, ta chỉ nói các con nấu một món ngon cho ta. Món gỏi của nàng Út tuy dân giả, nhưng có hương vị của quê hương, rất ngon. Ta tuyên bố nàng Út và tam hoàng tử thắng phần thi đầu tiên. Cũng thường thôi. Công chúa không ăn nữa thì đưa cho thần, thần ăn chưa có đã. Ta đã quá xem thường con bé đó. Công chúa à, nhưng nó sẽ thua ở vòng 2 thôi. May áo bào cho nhà vua mà không được đo thì khác gì bó tay chịu trói. Ta vẫn không yên tâm. Con bé đó nhỏ như vậy, có thể lẻn đi đo nhà vua.
Người mau đưa chim ưng đi thăm dò và phá con bé đó cho ta. Đừng để nó dâng được áo lên đó. Tài huynh hết đó. Hết chuyện thi thố rồi hay sao mà lôi chuyện mấy lông bào ra đây làm chi? Vợ để làm sao mà mấy được? Vợ để cũng thi nấu ăn rồi đó thôi. Vợ ta cũng phải được trổ tài khâu giá chứ. Ai mà ngờ được cha không cho chúng ta đo thì lấy gì mà may đây? Đức vua Giá Lâm! Bái kiến phụ hoàng. Miễn lễ, con mời ta ra đây hóng mát, có chuyện chi đây? Dạ, con mới mua được trà ngon nên mời cha và nhị đệ tới cùng thưởng thức. Bái kiến phụ hoàng. Hoàng Nhi, con có sao không? Dạ, phụ hoàng tha tội, con bị dấp ạ. À, thì ra là vậy. Các con mời ta ra đây để tìm cách lấy số đo từ ta về cho vợ các con mai lông bào, có đúng không? Các con lớn rồi mà còn bày trò gian lận. Ai đã bày ra trò này? Lát nữa ngươi hãy đi giải quyết con bướm đó cho ta. Đây là rộng vai, đây là chiều dài, đây là cổ. Cái gì vậy? Cứu với! Cứu với! Ơi, con chim ưng nó đâu rồi? Cậu đuổi nó đi rồi sao? Ôi, mừng quá. Xém chút nữa thì chết rồi. Em cố công lấy số đo của nhà vua cho chị mà hỏng hết rồi. Thôi, em đừng buồn nữa. Đây là luật của cuộc thi nên mình cần nghiêm túc chấp hành. Ngày trước chị may đồ cho cha mẹ chị, chị cũng đâu có đo, cứ án chừng mà cũng chính xác đó. Thật hả chị? Chị giỏi quá. Phép thuật của em có hạn, chỉ có thể giúp chị một chút vậy thôi. Thì cỡ này nè, nàng trừ đi ít nhiều thì được mà. Thiếp biết rồi, thiếp sẽ may rộng một chút để cha thoải mái. Nhanh nhanh tay lên, thêu rộng chứ có phải thêu vuông đâu. Tháo ra thêu lại. Ta nhớ là ta đo từ cổ tới chân là... Thiếp chỉ cần chàng ước chừng là có thể may được hoàn chỉnh. Chàng nói nhiều quá, thiếp biết rồi, may đồ là sở trường của thiếp mà. Cảm ơn các con và công sức các con đã may áo lông bào cho ta. Nhưng áo của đại hoàng tử quá chật. Vậy mà nói là sở trường không cần số đo, chỉ cần ước lượng. Áo của nhị hoàng tử thì lại quá rộng. Chỉ có áo bào của tam hoàng tử và nàng út là vừa đẹp, rất hợp ý ta. Đường may cũng rất khéo và kỹ lưỡng. Tốt lắm. Qua hai cuộc thi vừa qua, nàng út đều thắng cả. Hơn nữa, nàng út cũng đã tỏ rõ bản lĩnh của mình. Ta rất hài lòng khi có người con dâu này. Tâu phụ hoàng, người đừng quên về các tiểu quốc sắp tiến đánh chúng ta. Tâu phụ dương, tuy là nàng út kia có tài nấu nướng mấy giá hơn người, nhưng mà vợ của tam hoàng tử là thân phận như thế nào, ít nhất cũng phải có vẻ ngoài dễ coi cho xứng với ngôi vị mẫu nghi thiên hạ chứ ạ. Vậy còn muốn thế nào?
xin phụ hoàng cho thi thố sắc đẹp để cho mọi người thiên hạ đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các nàng. Như vậy thì mới tâm phục khẩu phục được ạ. Bẩm bệ hạ, thần cho ý kiến của nhị hoàng tử rất phải. Phụ nữ phải có công, dung, ngôn, hạnh. Này, nàng Út đã tỏ rõ tài khéo léo rồi. Nếu nàng ta có thể chinh phục được dung mạo và lời nói thì thần đây có thua cũng xin tâm phục khẩu phục. Hôm qua tát nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để làm tinh trong nhà. Hoàng tử, chàng đã gì? Nàng Út hát hay quá, tôi suýt thì ngủ quên mất. Sao chàng có vẻ không vui? Dư Hấu ngủ rồi sao? Ngủ rồi. Hôm nay con rất ngoan, ăn đúng giờ, ngủ cũng rất ngoan. Nè, em mới làm cái này để lăn lên vai rất là thoải mái, đúng không? Chàng thấy sao? Cảm ơn nàng, thoải mái lắm. Nàng không cần phải làm vậy đâu. Từ khi về với ta, nàng đã chịu nhiều vất vả, ta thấy có lỗi với nàng quá. Chàng đừng nói vậy, chúng ta đồng lòng mà. Em muốn là một người vợ chu đáo, bù lại cho chàng những thiệt thòi phải chịu khi lấy một người vợ như em. Không, nàng là người vợ tốt nhất của ta. Thời gian qua ta rất khâm phục nàng, dù có khó khăn cũng vẫn lạc quan không lùi bước. Có nàng và Dư Hấu ở bên, ta thấy được động viên và được bình yên hẳn. Vậy bây giờ cho em biết có chuyện gì được chưa? Nghe cận vệ báo là áo bào của chúng ta đã thắng rồi mà, sao chàng lại buồn? Hai hoàng huynh của ta đòi phải thi sắc đẹp nữa. Phụ hoàng đứng trước áp lực của Cẩm Tú và triều thần cũng phải đồng ý rồi. Ta không muốn nàng bị đem đi trêu ghẹo nên buồn bực trong lòng. Thật là bắt nạt người ta quá mà. Nếu chỉ còn là hồ điệp tiên tử trên thiên đình thì chẳng có sắc đẹp nào trên thế gian này bị kịp đâu. Thật sao? Đa tạ Cẩm Tú công chúa đã gây áp lực với phụ hoàng để nói giúp cho chúng tôi. Công chúa yên tâm, chúng tôi nhất định chỉ nhận nàng làm em dâu. Chúng tôi tự tin cuộc thi sắc đẹp ngày mai không thể nào thua con bé đó được đâu. Chúng tôi hết sức giúp nàng, mong nàng hãy nhớ lời hứa với chúng tôi. Vậy thì chúng ta hãy ký giao kèo đi. Giấy trắng mực đen vẫn hơn. Sao hả? Không dám ký với ta sao? Các huynh tin ta sẽ không làm trái với lời hứa của chúng ta thật sao? Được rồi, chúng tôi sẽ ký. Nhưng mà nàng phải giữ bí mật giao ước này đó. Đương nhiên. Hẹn đại tỷ ngày mai nha. Nhớ đem hết trang sức ra nha tỷ. Muội cứ yên tâm, ta sẽ không phụ lòng muội đâu. Công chúa, người thật sự sẽ cắt nửa đại quốc do bọn tham lam bất tài đó sao? Ta đâu phải đồ ngốc. Tờ giao ước này là bằng chứng phản nghịch của bọn chúng, sẽ giúp ta loại bỏ bọn chúng sau khi kết hôn với tam hoàng tử. Vậy là chỉ còn chúng ta thống trị cả hai nước. Công chúa anh minh. Nhưng ta có linh cảm không hay vào ngày mai. Người mau đi bắt cóc nàng Út đem về đây cho ta. Sau đó bí mật trở về đại quốc, xin đem quân tấn công đến đây. Ngoại công nội kích, chúng ta thắng như trở bàn tay. Công chúa, thần chưa hiểu. Chỉ là để đề phòng thôi. Ngươi âm thầm dẫn binh đến mai phục, đợi tin của ta. Thần tuân chỉ. Nàng lại lo chuyện ngày mai sao? Dạ, em lo lắng lắm. Mai dù em thắng hay thua thì công chúa Cẩm Tú cũng sẽ kiếm cớ đánh vào nước ta. Tất cả sẽ là lỗi ở em. Sứ mệnh của chúng ta thật lớn lao. Em thấy quá sức của em và chàng. Hay là chàng chấp nhận? Ta chỉ chấp nhận làm chồng của nàng, làm cha của Dư Hấu và bảo vệ đất nước này. Ngoài ra, ta không chấp nhận khuất phục những kẻ xấu xa ngoài kia. Chúng ta là người đứng về lẽ phải, nhất định chúng ta sẽ thắng. Nếu vậy, mẹ con em quyết đi cùng chàng. Để ta dỗ con cho. Dư Hấu của cha, sao lại khóc rồi con?
cầu xin trời đất hiển linh. Xin cho con biết, ngày mai con phải làm thế nào đây? Cứu với! Hoàng tử, cứu em! Tôi thấy rồi, chính là con chim ưng hôm trước đã tấn công tôi. Trời ơi, nàng Út bị bắt đi rồi. Hả? Không hay rồi hoàng tử ơi. Con chim ưng đó hình như là của Cẩm Tú công chúa. Bẩm công chúa, mọi việc đã xong. Đừng trách ta, trên đời này chỉ có Tam hoàng tử mới xứng với Cẩm Tú ta. Cũng chỉ có ta mới đem lại hòa bình thịnh vượng cho hai nước mà thôi. Người hãy lui đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Người canh chừng chiếc hộp này, bất cứ ai ngoài ta lại gần hoặc chui ra từ chiếc hộp đều tùy ý hạ sát. Ta không tham vọng như nàng, ta nghĩ nàng có những kế hoạch lớn hơn ngoài việc đi cầu thân với ta. Nếu chàng nghĩ vậy, chúng ta không còn gì để nói, gặp nhau trên đại điện. Không biết bọn họ đã cứu được nàng Út chưa? Thưa bệ hạ, con là nàng Út, đã được trời thương ban cho hình hài như trước. Xin ra mắt bệ hạ và mọi người. Ta miễn lễ, tạ ơn trời đất đã ban cho ta người con dâu Út vừa khéo léo nữ công vừa xinh đẹp như vậy. Ta tuyên bố nàng Út thắng cuộc. Nàng là nàng Út đó sao? Tâu bệ hạ, quân của các tiểu quốc và quân của các đại quốc đang tiến về kinh thành của chúng ta rất đông. Cái gì? Chính là ngươi. Đúng vậy, nếu ta không có được chàng thì không ai có được hết. Hoàng tử, cẩn thận! Sao mà tiếng đàn kia hay dữ vậy nè? Trời, tôi nhớ nhà quá. Nhớ cha, nhớ mẹ quá. Tại sao lại đi sống ngược trước gác? Tôi muốn vậy. Tạ ơn bệ hạ tha thứ cho những hành động cao ngạo của thần. Thời gian qua, được quý quốc đãi ngộ rất nồng hậu, thể hiện hòa khí. Thần xin hứa sẽ tâu với phụ hoàng, thắt chặt giao hảo của hai nước hơn nữa. Cảm tạ công chúa. Tâu bệ hạ, thần còn một chuyện cần tấu. Hả? Cái gì đấy? Thực ra thần lún sâu vào tham vọng thôn tính quý quốc là do hai anh trai của Tam hoàng tử đã hứa với thần sẽ cùng thần chia lại giang sơn nếu thần kết hôn với Tam hoàng tử. Cái gì? Cô nói dối, làm gì có chuyện đó. Tâu bệ hạ, thần có bằng chứng cho thấy lời của công chúa Cẩm Tú là đúng. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, các con giải thích sao đây hả? Dạ, dạ xin phụ hoàng tha cho chúng con. Chúng con lỡ dại tham lam. Chúng con lỡ dại tham lam thưa phụ hoàng. Các con, đây là làm phản, âm mưu hại ta, ép em trai của các con đó. Dạ, chúng con biết tội. Thưa phụ hoàng, xin cha tha thứ cho hai hoàng huynh. Con tin là họ chỉ nhất thời nghĩ không thông. Dù gì,
cũng là người trong nhà. Xin cha hãy nể tình hai anh em trước nay cũng hiếu thảo mà nương tay. Cũng nhờ những lúc hoạn nạn, con mới tìm thấy được định mệnh của đời mình, gặp gỡ và nên duyên cùng nàng Út. Trải qua muôn vàn thử thách mới có được sự yên bình, hạnh phúc như hôm nay. Được rồi, ta tuyên bố nàng Út vừa có tài, vừa có đức. Không quản gian khổ và thử thách, chứng tỏ mình xứng đáng với Tam Hoàng Tử. Ta phong cho Tam Hoàng Tử làm thái tử, sẽ là người kế vị ta. Còn nàng Út làm thái tử phi. Còn đối với Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử, ta phế làm thứ dân, đi khỏi kinh thành, không bao giờ được tham gia triều chính nữa. Tạ ơn phụ hoàng. Tạ ơn bệ hạ. Thế là quân giặc của các nước chư hầu rút binh, các anh trai của hoàng tử phải rời khỏi kinh thành, còn gia đình hoàng tử và nàng Út sống hạnh phúc bên nhau, hưởng cảnh thái bình cùng đất nước.